nắm bắt được những cái chìa khóa của buổi chia sẻ ngày hôm nay, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta cũng sẽ làm bằng cách nào các anh chị? Đó là chúng ta sẽ gieo hạt đúng không ạ? Giúp cho ai đó có cơ hội cũng sẽ tiếp cận được đến với chương trình cái gì có trong đầu sẽ có trong tay đúng không các anh chị? Vì vậy cho nên là Vân Anh rất là mong muốn rằng chúng ta hãy cài chủ đích và chúng ta hãy lan tỏa, chúng ta hãy chia sẻ để giúp cho các anh chị học viên khác cũng có cơ hội được nắm được những cái bí kíp làm thế nào để cái gì đang có trong đầu chúng ta mà nó sẽ có trong tay. Và đây sẽ là bí kíp để giúp cho các anh chị đạt được những cái điều các anh chị mong muốn. Vậy thì ngoài những anh chị mà có cùng cái mong muốn giống như chị Tường Vân thì có anh chị nào mà vào phòng Zoom vì là nhìn thấy thông tin của hai diễn giả không ạ? Có anh chị nào là thấy thông tin của diễn giả là các anh chị cứ thấy thông tin của hai diễn giả này là các anh chị vào phòng Zoom không ạ? Có chị Lan Phương, đó là thấy thông tin của hai diễn giả là sẵn sàng sắp xếp thời gian công việc để vào Zoom. Chị Quế là em vào Zoom vì thích nụ cười của cô Uyển Lê và đồng hành cùng với lại cô Uyển Lê thì ngày hôm nay chúng ta có thêm một giảng viên nữa. Các anh chị có tò mò về cái câu chuyện của giảng viên đồng hành cùng với lại TD Uyển Lê trong buổi tối ngày hôm nay không ạ? Không biết là các anh chị có tò mò không nhỉ? Chị Kim Yến là có ạ. Ngày hôm nay chúng ta được gặp thêm một giảng viên nữa, một trong những giảng viên cũng rất là đặc biệt. Và Vân Anh tin chắc chắn rằng là câu chuyện của anh sẽ truyền động lực cho tất cả các anh chị, để các anh chị thấy rằng đây là một câu chuyện thực chứng từ một người mà anh sinh ra, anh lớn lên, anh học, và trong suốt quá trình anh làm việc thì chưa bao giờ anh làm việc liên quan đến gọi là nghề làm thầy cả. Nhưng lý do gì mà đã khiến cho người đã không bao giờ liên quan, từ trước nay là chưa bao giờ liên quan gì đến nghề nghề giáo cả, mà anh đã có những bước thay đổi rất là ngoạn mục từ lĩnh vực tài chính, từ câu chuyện của anh liên quan đến lĩnh vực tài chính, từ những vấn đề nợ nần của mình đã rơi vào giai đoạn rất khủng hoảng, nhưng anh đã kiến tạo nên một cuộc sống hoàn toàn khác. Và ngày hôm nay thì anh cũng đi trên hành trình trở thành người thầy để lan tỏa và chia sẻ triết lý, cái trí tuệ này đến với mọi người với cái khát khao mong muốn nhìn thấy nhiều hơn nữa những anh chị học viên có thể ứng dụng thành công trí tuệ cổ xưa này và có được một cuộc sống hạnh phúc hơn, thành công hơn. Chính vậy cho nên là các anh chị hãy sắp xếp công việc, sắp xếp thời gian để chúng ta có thể hiện diện một cách trọn vẹn nhất trong 2 giờ sắp tới, để chúng ta sẽ lắng nghe chia sẻ của hai giảng viên của chúng ta. Như vậy là các anh chị đã biết được hai giảng viên sẽ đồng hành cùng chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay rồi đúng không ạ? Đó là ai ạ? Một người mà khi nhắc đến chị thì chỉ cần nhắc đến 2 từ thôi là các anh chị học viên của DMI cũng biết ngay đó là người giảng viên nào. Vậy thì nếu như bây giờ chúng ta sử dụng một từ để chúng ta miêu tả về người giảng viên này, các anh chị có thể comment cái từ mà các anh chị mong muốn nói về người giảng viên này giúp Vân Anh được không ạ? Để chúng ta sẽ thiền cà phê, để chúng ta sẽ lót hạt, để chúng ta chuẩn bị, chúng ta mời giảng viên đầu tiên sẽ lên cùng các anh chị đúng không ạ? Chị Quế là xinh đẹp. Còn gì nữa không các anh chị? Những anh chị nào chúng ta đã biết đến giảng viên một trong những người cũng là người thầy của Vân Anh trên cái hành trình khi Vân Anh thực hành về trí tuệ này. Chị Huyền Trang comment đó là nữ hoàng Four Step. Chị Yến là nữ hoàng gieo hạt. Thế các anh chị khác thì sao ạ? Chúng ta có ấn tượng gì đối với lại người giảng viên vô cùng tuyệt vời của chúng ta? Chị Trúc Xanh là nữ hoàng Four Step. Chị Lan Phương là nữ hoàng xinh đẹp. Các anh chị có thể comment nhiều hơn nữa được không ạ? Để chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ tạo một cái năng lượng phóng dung rất là tuyệt vời để chúng ta có thể mời
người thầy của chúng ta, nữ hoàng xinh đẹp. Chị Lan Phương thả rất là nhiều tim cho cho người thầy của mình đúng không ạ? Vậy thì với giảng viên đồng hành cùng với nữ hoàng của nước của chúng ta thì đâu là điều mà các anh chị sẽ mong muốn được người giảng viên này sẽ chia sẻ cho các anh chị trong câu chuyện của anh ạ? Vậy là giúp cho các anh chị có thể nói lên bước một của mình để trong câu chuyện của người thầy của chúng ta, trong câu chuyện của anh, theo đó thì sẽ đáp ứng được nhu cầu bước một của các anh chị. Vậy thì các anh chị mong muốn được lắng nghe chia sẻ những điều gì về câu chuyện về tài chính, câu chuyện của một con người làm về lĩnh vực tài chính đã có một bước ngoặt rất lớn chuyển từ lĩnh vực tài chính sang lĩnh vực giáo dục và kiến tạo nên cuộc sống hoàn toàn mới. Các anh chị mong muốn lắng nghe gì đối với lại người đồng hành cùng với lại nữ hoàng gieo hạt của chúng ta trong buổi tối hôm nay ạ? Và anh thấy có rất nhiều mặt trái tim này, hoa này. Vậy các anh chị có mong muốn nghe chia sẻ bí kíp để anh ấy đã hiện thực những thứ trong đầu và nó hiện thực ra ngoài cuộc sống ạ? Làm thế nào anh ấy có được câu chuyện tài chính thành công ạ? Có anh chị nào trong phòng Zoom có mục tiêu tài chính không? Anh chị nào có mục tiêu tài chính comment số 8 giúp anh ạ. Có anh Đạt mong muốn nghe bí kíp tài chính. Chị Quế. Mình hãy comment thật nhiều số 8 đi ạ. Hãy thả thật nhiều số 8 cho anh ấy để ngày hôm nay anh ấy sẽ mang hết tất cả những bí kíp trong cái hành trình của anh ấy khi chạm tới trí tuệ kim cương này. Thì anh ấy đã làm như thế nào để anh ấy thay đổi một bước ngoặt như vậy? Dạ, thầy Sinh đã nhìn thấy chưa ạ? Rất rất nhiều các anh chị học viên đang đang trông chờ câu chuyện hành trình của thầy Sinh làm như thế nào để biến những cái thứ mà thầy đã khát khao thầy mong muốn nó ở trong đầu và hiện thực. Mong muốn nghe bí kíp tài chính ạ. Vậy thì các anh chị hãy sẵn sàng đi ạ. Hãy chuẩn bị cho mình sổ bút rồi các anh chị hãy chuẩn bị cho mình những câu hỏi nhá, vì chắc chắn rằng sau phần chia sẻ này các anh chị sẽ có cơ hội được đặt ra những câu hỏi để hỏi trực tiếp hai người giảng viên của chúng ta và các anh chị sẽ có được những cái giải đáp ạ. Vậy thì bây giờ các anh chị đã thực sự sẵn sàng để bắt đầu chương trình tối nay chưa ạ? Nếu như các anh chị đã thật sự sẵn sàng thì hãy comment hai từ SS giúp Vân Anh được không ạ? Rồi, chúng ta hãy comment thật nhiều chữ SS ạ. Dạ rồi, và bây giờ thì xin mời tất cả các anh chị học viên chúng ta hãy thả thật nhiều trái tim lên trên màn hình ạ. Để chúng ta sẽ chào đón một trong những TT vô cùng xinh đẹp và được mệnh danh là nữ hoàng của nước sẽ bắt đầu chương trình tối nay cùng với lại tất cả các anh chị ạ. Rồi, chúng ta hãy thả thật nhiều trái tim để chúng ta chào đón TTS Việt Lê ạ. Cả nhà phải giơ tay giơ hoa như vậy nè. Đúng rồi đó Tô Hà ơi. Rồi, Uyển Lê với lại Sinh Nguyễn tối hôm nay sẽ đồng hành cùng với lại cả nhà. Dường như rằng là cái nội dung của tối ngày hôm nay mà Uyển Lê với lại Sinh Nguyễn mang đến cho cả nhà. Cả nhà hình như đoán được rồi đúng không? Trên cái tiêu đề nó cũng đã rõ biết luôn rồi. Rõ biết rằng là không biết hai chị em này sẽ nói cái gì cho cả nhà nghe. Nhưng mà chắc chắn một điều là sẽ mang lại giá trị cho cả nhà. Cả nhà có đồng ý như vậy không? Nếu như cả nhà đều đồng ý thì hãy cho nguyên một tràng zoom toàn là trái tim thôi. Toàn là trái tim thôi. Đúng rồi. Một trong những cái bí quyết mà để cả nhà có thể tập trung và lắng nghe sâu về cái nội dung mà sắp tới chúng ta có cơ hội được nghe, đó là chúng ta phải vận động.
Bởi vì khi mà chúng ta vận động xong á, nó sao ạ? Nó mệt rồi thì nó mới ngồi yên để mà lắng nghe. Còn nếu như mà ngay giây phút khởi đầu tiên mà cả nhà ngồi yên á, là một lát cả nhà ngủ luôn chứ không có cơ hội để tỉnh, đúng không? Tại vì sao? Tại vì thứ nhất á, Uyển không biết rằng là Uyển có ru ngủ cả nhà hay không, nhưng mà sinh thì chắc chắn sẽ có luôn đó cả nhà. Bởi vì em ấy đã từng ngủ trong quá trình mà em ấy chia sẻ rồi. À, cái ngủ của Uyển ở đây đó là một cái sự ẩn dụ. Một xíu nữa cả nhà đoán nha, đoán xem thử là cái ngủ mà Uyển nói ở sinh trong quá trình chia sẻ mà sinh ngủ á, là cái gì nha cả nhà. À, là cái gì ha? Rồi, thời lượng của Uyển với lại sinh Uyển sẽ đến với lại cả nhà trong buổi tối ngày hôm nay, có thể kết thúc vào lúc 9:30 tối. À, và hai chị em sẽ luân phiên để mà chia sẻ với lại gia đình mình. À, một trong những cái nội dung chính của cái buổi chia sẻ tối ngày hôm nay đó là những gì chúng ta nghĩ trong đầu sẽ có trong tay. Cả nhà có thích không? Nếu như cả nhà thật sự thích với cái tiêu đề này, với cái nội dung này, thì mình comment chữ Z đi ạ. À, bạn nào mà thích lắm luôn thì comment Z, 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 Z. Đó. Để Uyển biết được rằng là Uyển đang trao giá trị thật sự đến nhu cầu của người nghe. Tại sao ạ? Tại vì thầy Uyển nói rồi, thôi con ơi, con học cho đã vậy thôi, nhưng khi con chia sẻ bất kỳ điều gì cho người khác á, thì cái ẩn ý của thầy đó là bỏ hết những gì mà con chuẩn bị đi. Tại sao? Tại vì đôi khi những gì mà con chuẩn bị á, thì khán giả họ không có nghe. Nhưng nếu như ngay giây phút mà con gặp khán giả, mà khán giả con biết được cái tâm ý của họ, con biết được cái nhu cầu họ muốn là cái gì á, thì con chia sẻ bảo đảm dở cỡ nào hay ru ngủ như sinh viên cỡ nào đi chăng nữa, thì chắc chắn họ cũng sẽ nghe. Wow, một cái bí kíp của thầy chia sẻ Uyển cảm thấy rất là tâm đắc. Đó là lý do vì sao mà Uyển và Sinh Nguyễn cũng sẽ chia sẻ một vài cái bí kíp mà Uyển đã từng học từ thầy của mình, cùng với lại Sinh Nguyễn cũng đã từng học của người thầy của mình, từ khóa biến ước mơ thành hiện thực, để giúp cho cả nhà mình rõ ràng luôn, đó là những gì chúng ta nghĩ trong đầu buộc phải có trong tay. À, được không nào? Vậy thì bây giờ chúng ta có thể là ngồi vào một cái tư thế rất là thoải mái luôn, được không ạ? Ngồi vào một cái tư thế thoải mái ha, để sao, để chúng ta có một chút xíu sự tập trung cho chính mình ngay cái giây phút này. Uyển không còn quá nhiều thời gian, Uyển chỉ cần 2 phút nha, 2 phút, xin Nguyễn ơi, 2 phút nha, xin Nguyễn, 2 phút. 2 phút Uyển Lê cùng Sinh Nguyễn và cả nhà mình ngồi vào trong tư thế thật sự thoải mái. Các bạn có thể nhắm mắt hoặc mở mắt không thành vấn đề. Chỉ là các bạn hãy cố gắng giữ cột sống lưng của mình thật sự thẳng. Và sau đó, tất cả chúng ta hãy bắt đầu kết nối tâm trí của mình đến với hơi thở. Lúc này các bạn chỉ cần kết nối với 3 hơi thở mà thôi. Mỗi một hơi thở ra và hít vào được tính thành một nhịp thở. Cho nên cả nhà hãy bắt đầu lắng nghe những lời uyển dẫn. Tất cả các bạn hãy thực sự thoải mái. Bắt đầu quan sát hơi thở của mình. Một hơi thở ra và một hơi hít vào. Hơi thở ra lần thứ hai, nhẹ nhàng và thoải mái. Hít vào lần thứ hai, hãy hít thật sâu
và sâu hơn nữa. Hơi thở lần thứ ba, nhẹ nhàng thả lỏng toàn bộ cơ thể của mình. Sau đó không cần phải hít vào, chỉ bắt đầu cảm nhận rằng tôi không muốn hít vào, tự động nó cũng hít vào. Và lần này hít vào, hãy giữ lại vài giây, bắt đầu đưa tâm trí của mình nghĩ về một điều mà tất cả các bạn ngay giây phút này khát khao và mong muốn nó có trong tay. Và rồi chỉ cần sự hiểu biết đúng đắn, tất cả mọi thứ do chính mình tạo ra, thì các bạn sẽ có được bí kíp để đưa tất cả những gì mình nghĩ trong đầu ra ngoài hiện thực. Và ngay bây giờ, tất cả các bạn hãy bắt đầu mở mắt ra, kết nối với tất cả các thành viên trong phòng Zoom này ngay giây phút này và ngay tại đây. Rồi, thật là tuyệt vời. Sau cái phần này, chắc chắn tất cả chúng ta đã có một cái suy nghĩ gì đó trong đầu. Đồng ý không ạ? À? Và cái mục tiêu của chúng ta đó là sau cái buổi Zoom tối ngày hôm nay, chúng ta bằng một cái bí kíp nào đó mà chúng ta nhặt hái được tối ngày hôm nay, hãy ứng dụng nó ngay và luôn để đưa tất cả những gì chúng ta đang nghĩ ra bên ngoài. Và phần của Uyển Lê sẽ giúp cho cả nhà rõ biết được tại sao chúng ta cần phải có điều này. Và một hình mẫu là Sinh Nguyễn sẽ chia sẻ cho chúng ta cái bí kíp mà anh ấy dùng và cái cách mà anh ấy sử dụng nó ra sao và cái kết quả mà anh ấy đã đạt được. Vậy thì tất cả chúng ta không còn gì để mà chần chừ và kéo dài thêm thời gian nữa, mà không lần lượt comment suy nghĩ ngay giây phút này của cả nhà lên trên ô chat. Điều đầu tiên, Uyển là Sinh Nguyễn không thể biết suy nghĩ của các bạn. Hãy nhớ ha. Và chính vì điều đó, cho nên không có bất kỳ một ai ở bên ngoài sẽ đọc được hay biết được cái suy nghĩ của các bạn đâu ạ. À. Chỉ trừ một người biết thôi. Đó là chỉ mình ta với ta. Vậy thì các bạn hãy viết vào journal chat đi. Hãy viết suy nghĩ của mỗi một bạn đi. Hiện tại giờ trong phòng Zoom ngoại trừ TTS, Uyển Lê và Sinh Nguyễn ra thì có 44 bạn còn lại. Mình hãy viết rõ suy nghĩ của mình lên trên journal chat đi cả nhà. Và sau khi phần chia sẻ của Uyển Lê với Sinh Nguyễn xong, mà những cái gì nó liên quan tới cái suy nghĩ mà bây giờ cả nhà viết vào trong ô chat á, một lát nữa cả nhà không rõ cái cách để mà làm sao cho nó ra ngoài hiện thực á, cho nó ra vào trong tay của mình á, thì lúc đó cả nhà hãy bắt đầu đặt câu hỏi. Thời lượng của câu hỏi mình sẽ bắt đầu từ lúc 9 giờ. Được không cả nhà nha? Và bây giờ nè, đối với bản thân Nguyễn, nếu như Nguyễn không ứng dụng những cái bí kíp này,
thì Uyển có những vấn đề gặp phải mà mình không hề mong muốn. Cái vấn đề thứ nhất đó là thời gian bị đánh mất. Cả nhà hãy nhớ kỹ. Cái vấn đề thứ hai đó là mãi loay hoay với những việc không hiệu quả. Bởi vì mình không rõ được cái mình nghĩ trong đầu thì mình đâu có biết cách nào để cho nó ra trong tay đâu. Chính vì như vậy cho nên mình mới loay hoay mãi với những gì đó nó chưa phải là thực sự cái lớn lao mà mình muốn ở trong đầu mình ra khỏi trong ra ngoài trong tay mình. Được không cả nhà? Nhớ nha, những cái vấn đề mà Uyển mới vừa chia sẻ Uyển đều đã trải qua. Thì nếu như tất cả các bạn đang ở trong phòng Zoom mà thấy cái vấn đề nào nó trùng khớp với các bạn thì đó là lý do mà các bạn có mặt ở nơi đây. Không có cái lý do nào mà nó ngoài cái việc này hết. Được không cả nhà ha? Cho nên hai vấn đề Uyển đã chia sẻ với cả nhà rồi. Một là thời gian bị đánh mất. Hai là loay hoay mãi một vấn đề mà không hiệu quả. Cái thứ ba đó là hạt tài chính nở xấu. Bởi vì tôi đã tiêu hao quá nhiều nguồn lực cho chính tôi, cho chính những người thân xung quanh tôi. Nếu bạn là doanh nghiệp thì bạn đã tiêu hao rất nhiều cái nguồn lực của nhân viên mình, tiêu hao rất nhiều tài sản mà các bạn đã chi ra mà không hiệu quả. Và cái vấn đề thứ ba đó nó lại là một nỗi đau với cái hiện trạng mà kinh tế suy thoái giai đoạn này. Vậy thì với ba cái nỗi đau đó thôi, chưa kể những cái nỗi đau nhỏ không bàn đến, liệu rằng nó có sức hấp dẫn và nó có đủ lý do để các bạn cần phải dành thời gian cho 1 tiếng 30 phút sắp tới không? Nếu đó là sự thật và là đúng nhu cầu của các bạn thì các bạn hãy một lần comment con số 2. Uyển đang ý thức, Uyển đang dùng 4 bước để có được những mảnh đất cực kỳ màu mỡ đang xuất hiện ở đây. Thật sự Uyển đang khéo léo nhắc xin Nguyễn nhớ cài 4 bước thôi đó. À, chứ không cố tình nhắc cả nhà dùng 4 bước đâu à. Được không? Rồi. Như vậy thì bắt đầu Uyển sẽ chia sẻ cho cả nhà hình dung nè. Giả sử như chúng ta là người tạo ra một video gọi là một cái phim gì đó. Cả nhà nào giờ đã từng xem phim rồi đúng không? Đúng không cả nhà? Cả nhà đã từng xem phim. Có ai từ nhỏ lớn giờ chưa biết xem phim không? Cái phim mà nổi tiếng mới vừa ra mà Trấn Thành đóng đó cả nhà. Cả nhà đúng không? Cái đó là mình đu trend theo đó, nhắc là chắc là cả nhà biết đúng không? À, vậy thì bây giờ Uyển sẽ cho cả nhà cùng với Uyển mình cùng trao đổi nha. Đầu tiên, để ra được một cái phim như vậy. Được ha cả nhà ha? Đầu tiên, để ra một cái phim như vậy thì theo các bạn chúng ta cần gì? Sao? Theo các bạn là chúng ta cần gì nè? Đầu tiên là chúng ta cần gì? Đúng rồi, Quế giỏi quá. Đầu tiên là chúng ta phải cần có ý tưởng. Đúng không cả nhà?
Vậy thì theo cả nhà cái ý tưởng đó xuất phát từ đâu? Phải cái ý tưởng đó nó xuất phát từ cái suy nghĩ của mình không ạ? À? Đúng không? Tôi muốn làm cái bộ phim thì điều đầu tiên mà để ra được cái bộ phim là tôi cần phải có suy nghĩ. Xem thử là có ý tưởng gì. Đúng không ạ? À? Phải có cái ý tưởng từ cái việc tôi muốn làm một cái bộ phim thì phải có ý tưởng trước. Đúng ha? Rồi. Như vậy thì tiếp theo cái phần ý tưởng, khi mà bạn có ý tưởng rồi thì nó ra phim chưa? Chắc chắn là chưa. Được không ạ? À? Chắc chắn là chưa. Thì đằng sau của cái ý tưởng thì nó sẽ đến cái gì cả nhà? Ý tưởng sẽ đến cái gì? À, sau cái ý tưởng thì nó mới bắt đầu sẽ có những content về cái bộ phim mà mình muốn trình chiếu nó như thế nào. Từ cái ý tưởng đó tôi viết lên cái nội dung. Từ cái nội dung thì chúng ta mới bắt đầu có cái plan, có kế hoạch để thực thi nó như thế nào. Rồi có plan không cũng chưa đủ. Đúng không? Có những trường hợp tôi có kế hoạch xong tôi để đó, nhà mình có tin không? Ai à, chứ Sinh là nhiều lắm luôn á cả nhà. Một lát nữa mà cả nhà nghe cái câu chuyện của Sinh là cả nhà biết là nó nằm trong đó hết à. Kế hoạch thì rất là nhiều. À. Mà cái kế hoạch nó xuất phát từ cái ý tưởng, đúng không cả nhà? Ý tưởng, nội dung, kế hoạch, được không cả nhà? Rồi, nhưng kế hoạch đã ra tới kế hoạch rồi, nhưng mình không thực thi thì kế hoạch nó vẫn là kế hoạch, đúng không? Tất cả những cái gì mà chúng ta ước mơ, chúng ta mơ ước mà chúng ta sao không thực hiện thì nó cũng là mơ mà thôi. Tất cả những gì chúng ta ước mơ mà chúng ta không thực hiện thì nó cũng chỉ là mơ ước. Hãy nhớ cái này nha cả nhà. Thì cái con đường mà cả nhà đang có ý tưởng, đang có nội dung, được không ạ? À? Và có luôn cái kế hoạch thì tất cả những cái đó cả nhà ước mơ rồi đó. Ví dụ như chị Uyển mong muốn có ngôi nhà. À, đầu tiên là chị Uyển có cái suy nghĩ là có cái nhà. Sau đó chị Uyển nghĩ tới cái việc là ở trong nhà nó sẽ có cái nhà nó như thế nào. Đồng ý không cả nhà? Nhà phố hay là nhà chung cư? À, trong nhà chung cư thì nó có bao nhiêu phòng? Ngoài cái phòng đó thì nó có phòng gì, phòng gì, phòng gì? Rất là chi tiết, đúng không? Nhưng nếu như chị Uyển toàn là ước những cái đó thôi mà chị Uyển không thực thi nó thì nó cũng vẫn là cái mơ ước mà mình muốn có một cái ngôi nhà đẹp như vậy. Vậy thì tương tự, khi chúng ta rõ biết được rằng một cái kết quả nào đó mà chúng ta muốn nó đều xuất phát đầu tiên là suy nghĩ trước. Cả nhà mình đồng ý chỗ này không? Nếu như mình đồng ý, mình hãy comment số 10 đi ạ. À. Tất cả đều đồng ý thì mình hãy comment số 10. Đồng ý ha. Rồi, tiếp theo nè. Như vậy thì khi tôi muốn bất kỳ một điều gì thì tôi nhớ là nó đến từ cái ý tưởng trước. Nó đến từ cái suy nghĩ trước. Và cái suy nghĩ này nó chiếm tới 90%. Tại sao? Tại vì nếu như tôi không có cái suy nghĩ đúng đắn thì cái phần kết quả nó sẽ không quay về như tôi mong muốn. Và cái nỗi đau đó là tôi loay hoay mãi mà không biết làm gì cho nó có kết quả 100% hiệu quả. Vậy thì quay trở lại đó là một cái bộ phim mà chúng ta muốn thì nó phải có ý tưởng,
sau đó lên nội dung, sau đó tiếp theo kế hoạch, kế hoạch rồi phải có người thực thi để ra cái bộ phim đó, có người quay phim, có người thực hiện, có diễn viên, có tất tần tật đúng không ạ, và nó có những cái khâu khác để tạo thành một bộ phim, rồi sau đó chúng ta mới chiếu cái bộ phim đó ra cho khán giả xem. Cả nhà hãy lắng nghe câu hỏi, và câu hỏi này có thưởng nè. Câu hỏi này sẽ dành một phần thưởng cho ai có câu trả lời nhanh nhất và đúng nhất. Được chưa nè? Được chưa? Giờ cả nhà chuẩn bị rồi ha. Rồi. Đốt cả nhà. Một bộ phim nó chỉ có từ suy nghĩ thôi. Liệu rằng nó có trở thành bộ phim không? Ai trả lời nhanh nhất vậy? Xin nghĩ. Câu trả lời đúng là chắc chắn không. Ai? Ban tổ chức ghi nhận lại nha. Ban tổ chức ghi 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 nhận bạn trả lời đúng nhất nha. Đáp án, nếu như chúng ta chỉ có suy nghĩ mà không thực hành, không thực hiện thì nó sẽ không có trong tay. Đúng không cả nhà? Cả nhà có đồng ý đáp án này không? Nếu như mà giống như Tâm Nguyễn trả lời là có, vậy thôi chuyện ngồi đây chuyện nghĩ thôi, chuyện làm gì hết á, chuyện nghĩ thôi. Xin ơi, chuyện nghĩ tới một ngôi nhà, chuyện có một cái ngôi nhà đẹp thôi. Xin ơi, xin ơi, xin ơi, cả nhà có thấy nó quen không ta? Cả nhà có thấy không? Tất cả các bạn hãy nhắm mắt lại, hãy nhắm mắt lại. Ấm la, ấm la, ấm la, cả nhà ơi, ấm la, ấm la, ấm la. Rồi, cả nhà có nhận được cái bí kíp ở đây chưa ạ? Được ha. Tất cả những gì chúng ta ước mơ mà chúng ta không hành động, không thực thi thì nó cũng chỉ là mơ ước. Vậy thì tất cả những gì chúng ta suy nghĩ trong đầu mà muốn có trong tay buộc chúng ta cần phải có bí kíp. Wow, thấy chuyển sale cho Sinh Nguyễn ghê không? Nhà mình có đồng ý cái này không? Còn nếu như giống như Tâm thì chuyển không sale được cho Sinh Nguyễn. Chia sẻ rồi nha Tâm nha. Bây giờ Tâm có thăm không? Tâm có phục chưa nè? Đáp án của Tâm là có, là Tâm có phục chưa nè? Rồi. Vậy thì hãy thưởng cho bạn đầu tiên. Ban tổ chức ghi nhận giúp chuyển nha. Và bây giờ nếu như tất cả các bạn biết được rằng những gì chúng ta nghĩ mà chỉ để đó nghĩ thôi thì chắc chắn nó không có kết quả. Được ha? Mà chúng ta cần phải có bí kíp. Một chút xíu nữa TTS Sinh Nguyễn sẽ cho các bạn bí kíp đó là gì. Và bây giờ thêm một câu hỏi dành cho cả nhà, cho một bạn nữa có cơ hội nhận thưởng nè. Gì chưa nói với tôi Uyển, đã nói là nữ hoàng four step mà, cho nên luôn luôn rất là hào phóng. Rồi, câu hỏi kế tiếp, nhà mình hãy sẵn sàng chưa nè, sẵn sàng comment chữ SS đi cả nhà. Đố cả nhà. Một bộ phim được tạo thành, nó có bao hàm nhiều yếu tố đi cùng không? Câu trả lời là có. Bạn nào trả lời đầu tiên nhất? Rồi, ban tổ chức ghi nhận lại nha. Cả nhà ơi, câu trả lời là có. Một bộ phim chắc chắn nó phải được tạo ra
từ những cái chi tiết cực kỳ nhỏ tạo thành, đúng không cả nhà? Hồi nãy Uyển mới nói rồi, bắt đầu từ cái ý tưởng qua nội dung xong kế hoạch thực hiện, xong tới người thực hiện ABCD đủ thứ, đúng không ạ? Cho nên chắc chắn một điều là một bộ phim không thể nào mà không có sự phối hợp của tất cả, đồng ý chưa cả nhà? Thì liên quan tới doanh nghiệp của các bạn cũng vậy. Cái kết quả mà doanh nghiệp của các bạn thành công thì không có lý do nào chỉ có người sếp, chỉ có người đầu tư, mà còn phải có sao ạ? Nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp, tất tần tật, đồng ý không cả nhà? Và tương tự, để có một cái ly như thế này nè, khi chúng ta đang nhìn thấy ở đây là một cái ly, thì với cái đáp án khi nãy, chắc chắn câu hỏi tương tự nè, cái ly này nó được tạo thành có phải rất là nhiều yếu tố hay không cả nhà? Thưởng tiếp cho người thứ ba, ai có câu trả lời sớm nhất chữ có. Cả nhà ơi, đồng ý không cả nhà? Đồng ý không? Bây giờ cái chỗ này là cả nhà hiểu ý rồi nhỉ? Có nghĩa là một cái kết quả mà cả nhà muốn, giống như nãy Uyển nói, cái gì mà nghĩ trong đầu sẽ có trong tay. Vậy thì ngay từ đầu cái gì mà mình nghĩ á, mà để có trong tay, buộc nó phải có thêm những yếu tố khác tạo thành. Cả nhà đồng ý say yes không? Cái này không có thưởng. Đạt cười. Rồi, cả nhà thấy mình nóng lên chưa ạ? Nóng lên rồi đúng không? Đúng không? Yên tâm yên tâm. Uyển có tới 5 phần thưởng lận, cho nên là cả nhà yên tâm. Có bao nhiêu hạt hào phóng Uyển dành hết mà. Một lát nữa xin bảo đảm ru ngủ cả nhà không có thưởng gì đâu. Rồi. Vậy thì nãy giờ nhà mình có nhận ra bài học gì chưa ạ? Nhận ra rồi đúng không? À đúng. Nếu như bạn nào nhận ra được cái điều mà mình đã học được và tâm đắc thì hãy chia sẻ lên trên ô chat. Bởi vì đây là lúc mà các bạn muốn có nó trong tay đó. Khi tôi muốn bất kỳ điều gì trong tay, tôi phải biết điều đầu tiên đó là phải chia sẻ những gì tôi biết cho người khác. Được không cả nhà? Được ha. Rồi. Bắt đầu tiếp nè. Khi chúng ta biết rằng một cái bộ phim nó cần phải có từ ý tưởng. Khi chúng ta biết được rằng một cái bộ phim thì nó được cấu tạo thành bởi rất là nhiều yếu tố kết hợp lại với nhau. Vậy thì trong cuộc sống của chúng ta hiện tại, những gì mà các bạn đang nhìn thấy, liệu rằng các bạn có đảo ngược lại xem cái mà chúng ta nhìn thấy thì nó sẽ có những cái chi tiết nhỏ nào tạo ra hay không? À, có bạn không? Có bạn có. Nghĩa rằng là có bạn có thể có nhận thức là đảo ngược lại xem lý do tại sao nó đến với mình. Nhưng có bạn thì trả lời là không. Đó là bởi vì các bạn luôn hỏi why, tại sao. Đúng không? Luôn hỏi why me, đúng không cả nhà? À, vậy thì một lần nữa Uyển nhắc cho cả nhà hình dung được rằng những gì mà cả nhà đang thấy đó nó có vẻ như là, nhưng nếu như cả nhà đảo ngược lật lại cái mà cả nhà thấy đó thì cả nhà sẽ tìm ra được những chi tiết nhỏ hơn nữa đã tạo ra nó. Bây giờ cả nhà có muốn nhận thưởng không? À, thấy thấy chị Tô Hàng gì gì là coi như là cơ hội chị Tô Hàng trúng thưởng nữa rồi. Hồi nãy giờ có chị Tô Hàng. Chị Tô Hàng trúng thưởng chưa cả nhà? Nếu chưa có là chị Tô Hàng này là nghi lắm. Em nghi lắm, em nghi chị là Bồ Tát, cho nên là chị canh me lắm nè. Rồi, bây giờ nè, cả nhà chuẩn bị nha.
Khi mà chúng ta nhìn thấy một cái kết quả nào đó mà chúng ta không đảo ngược, thì phải chăng chúng ta đã bị cái kết quả đó nó mua chúng ta không? Nhà mình hiểu ở chỗ này không ạ? À? Ai trả lời đúng đầu tiên vậy? Ghi nhận nha, ghi nhận nhân ban tổ chức. Đúng rồi cả nhà. Cái kết quả đó nó mua chúng ta rồi. Nó quyết định luôn chúng ta luôn. Nó sẵn sàng làm cho chúng ta tức giận lên, sẵn sàng làm cho chúng ta bực mình lên và sẵn sàng cho chúng ta biết why me luôn đó. Đúng đúng không? Rõ ràng mà. Vậy thì 50 anh em còn lại, 50 anh em còn lại tối ngày hôm nay có muốn cái kết quả đó nó mua mình không? Hay là mình phải mua nó? Câu hỏi này không có thưởng. Nhớ nha cả nhà, mình phải mua được nó. Đồng ý ha cả nhà ha? Mình phải mua được nó. Vậy thì mua bằng cách nào? Ngay và luôn, chúng ta hãy thả thật nhiều con số hào phóng. Số hào phóng là số mấy chị Tô Hà? Để mua xin nè, để mình mua xin nè, mình mua xem thử là TTS Sinh Nguyễn bán cho chúng ta được cái gì, để chúng ta có thể tự làm chủ bản thân mình mà không bị bất kỳ một cái kết quả nào, cho dù là như ý hay bất như ý, mà nó mua được mình cả. Đồng ý không cả nhà? À, đồng ý thì hãy thả thật nhiều con số 2 để chào đón phần chia sẻ của Sinh Nguyễn nha. Biết ơn chị Yến Lê. Mà cả nhà có thấy là chị Yến rất là duyên dáng không ạ? Từ nãy giờ xin rất là tận hưởng khi mà nghe người chị của mình chia sẻ rất là dí dỏm và rất là thu hút đúng không ạ? Và những cái câu chuyện và giúp cho các cho cả nhà mình hình dung được gọi là bài học ngày hôm nay. Không biết là cả nhà mình có nhận ra là bài học gì ngày hôm nay, có thể comment dưới khung chat ạ. Nãy giờ xin thấy rất là nhiều anh chị mình tương tác đã nhận diện ra cái bài học mà chị Yến vừa rồi muốn chia sẻ ạ. À, mình có thể chia sẻ với khung chat ha, và rất là biết ơn cả nhà mình đã 51 anh chị em đã có mặt trong buổi Zoom hôm tối ngày hôm nay để là để nghe, để được xin và để xin và chị Uyển có cái cơ hội được chia sẻ gieo hạt lại những cái hành trình mà mình thực hành. Và chị Uyển là một người bất đi rất là tuyệt vời của xin ở trên cái hành trình mà hai chị em đang cùng với nhau thực hành ứng dụng những cái điều mà những cái triết lý mà được học từ người thầy của mình để ứng dụng vào trong cuộc sống cũng giống như trong trong công việc. Thì ngày hôm đến đến với buổi tối ngày hôm nay á, thì xin cũng chia sẻ cái hành trình mà mình thực hành, đặc biệt là những cái công cụ tuyệt vời trong cái DCI cấp độ 2 nâng cao, một cái cấp độ mà xin rất là tận hưởng, bởi vì nhờ những cái công cụ trong cấp độ này á, xin hiểu sâu hơn cái việc kết quả ở trong đời sống nó được tạo ra nó bằng cái cách như thế nào. Giống như cái câu của cái slogan của cái chương trình ngày hôm nay là những gì có trong đầu thì có trong tay. Thì trước đây Sinh cũng nghe câu này nó rất là mơ hồ, của những cái gì có trong đầu thì có trong tay, thì mình ngồi mình tưởng tượng mình suy nghĩ, thế rồi mình lên chùa mình ước mình khấn thì nó có trong tay không? Không biết là ở đây có anh chị nào mình đã có cái suy nghĩ nó giống Sinh không? Chứ trước đây Sinh cũng có suy nghĩ là ủa bây giờ mình có hình dung trong tâm trí xong rồi mình ước rồi mình khấn thì nó ra. Thì cái hành trình của bản thân Sinh cũng để khi mà đi học đến trí tuệ này, mà khi mà bắt đầu học cấp độ 1 thì mình được học về 4 bước. Ở đây bây giờ cho Sinh có một câu hỏi là ở đây không biết là có bao nhiêu anh chị mình đã học cấp độ từ một cấp độ trở lên mà của DCI. Anh chị nào mình chưa học cái cấp độ nào thì comment Sinh số 0, còn anh chị nào mình đã học rồi thì comment Sinh số 1 để Sinh biết. À, có chị Hiền Phạm chưa chưa học ạ. Còn lại là tất cả là đã từ học từ một cấp độ 1 trở lên rồi đúng không ạ? À, có chị Quỳnh Anh cũng chưa. Khá là nhiều các anh chị mình đã học ở các cấp độ của DCI rồi. Thì cấp độ 1 thì chúng ta đã được học công cụ quyền năng, đó chính là 4 bước đúng không ạ? Để mình biến tất cả những gì mà mình mong muốn có nó trở thành hiện thực bằng cái việc mà gieo trồng hạt giống muốn mong muốn có điều gì.
chúng ta nhiều giúp đỡ người khác đạt được điều đó thì mình sẽ có cái thứ mình mong muốn. Bản thân sinh cũng thực hành như vậy á, bản thân sinh trước đây cũng thực hành như vậy, nhưng mà thực sự là kết quả nó nở ra rất là không như mình mong muốn. Lúc thì tiền nó nở ra nhiệt, nở ra sau cái ngày hôm sau là đi biến mất luôn. Cái này bị gọi là mình phải thanh toán những cái khoản, hoặc là mình bị thua lỗ một cái khoản đầu tư khác, rồi cũng có tiền về nhưng mà tiền nó lại treo treo khoảng tháng rồi nó mới về, kiểu như vậy. Mình thấy luôn luôn cái vấn đề tài chính của mình nó gặp rất là nhiều cái trắc trở, mặc dù mình rất là hào phóng, mình rất là gieo rất là nhiều four step rất là nhiều, nhưng mà cái kết quả nó ra nó không như những gì mình mong muốn. Và khi mà xin học được cái chương trình DCI cấp độ 2 nâng cao thì mình đã hiểu được cái nguyên nhân vì sao như vậy. Thì hôm nay cái nội dung mà xin muốn chia sẻ cho các anh chị đó là cái bằng cái việc mà mình hiểu được cái phương pháp đó, thì mình sẽ biến được cái ước mơ, những cái hình ảnh thực sự trong tâm trí, biến nó ra thành sự thật. Và xin cũng có cái sự thực chứng bản thân mình bằng cái việc đó. Thì hôm tối hôm nay trong 30 phút sắp tới thì xin sẽ chia sẻ cho cả nhà điều đó ạ. Biết cả nhà mình có hào hứng không ạ? Hào hứng khi chuẩn bị biết kỹ thuật mà trong cấp độ 2 nâng cao. Thực sự đây là một kỹ thuật rất là tuyệt vời mà xin rất là tâm đắc. Thì hãy comment cho xin thật là nhiều số 8 ạ, con số của tài chính, để chúng ta bước vào cái phần nội dung chính xin chia sẻ. Dạ, đó là biết ơn cả nhà. Thì cái công cụ, xin rất là tâm đắc cái công cụ vừa rồi, ở phần vừa rồi của chị Yến nó nói cho chúng ta biết rằng là mọi cái kết quả của đời sống của chúng ta nó đều xuất phát từ từ tâm trí, đúng không ạ? Xuất phát từ những cái suy nghĩ của mình. Và cái ước mơ của chúng ta dù nhỏ hay dù lớn nó cũng là từ một gọi là một giây có 65 hạt giống, đúng không ạ? Vẫn là, thì nên là tất cả các ước mơ của chúng ta đều bằng nhau, chứ không phải là ước mơ nhỏ hay ước mơ lớn. Và cái bài học số 2 trong câu chuyện cây bút á, nếu các anh chị mình đã biết á, là cái tính tiềm năng của mọi sự vật sự việc, đúng không ạ? Thì tất cả mọi thứ đều có tiềm năng, cho nên không có cái gì là khó cả, chẳng qua chúng ta chưa biết cái kỹ thuật, cái cách để mà chúng ta biến những cái điều đó trở thành hiện thực thôi. Thì cái vừa rồi chị Uyển có chia sẻ một cái rất là hay, đó là chúng ta biết rằng ước mơ của chúng ta, ví dụ như tài chính đi, hoặc là chúng ta muốn có cái nhà đi, nhưng mà mình cần hình dung là cái nhà của mình chi tiết nó trông như thế nào, nó có bao nhiêu lầu, nó màu gì, nó có bao nhiêu phòng ngủ, nó có giường nó trông như thế nào, cái phòng khách nó trông như thế nào, rất là cụ thể. Tức là mình cần hình dung cái điều mình mong muốn nó rất rõ ràng, nó cụ thể ở trong tâm trí, đúng không ạ? Ở trong tâm trí. Và trong cái công cụ số 10 á, nó có nói rất rõ là cái tâm trí của chúng ta thì luôn chuyển động, đúng không cả nhà? Tâm trí của chúng ta luôn chuyển động, bởi vì một giây có 65 hạt giống nó nở ra trong tâm trí của chúng ta, cho nên tâm trí chúng ta luôn luôn chuyển động. Và cái nguyên mẫu là cái thứ mà chúng ta ước mơ của mình á, cái bức tranh thì xin gọi là nguyên mẫu, là cái thứ mà chúng ta nhắm mắt lại, giống như nãy ban đầu cả nhà mình đã được chị Uyển dẫn thiền 2 phút về cái điều mà mình mong muốn á. Đó chính là cái nguyên mẫu, cái ước mơ của chúng ta, cái hình ảnh mà mình tưởng tượng ở trong tâm trí. Và bản thân sinh khi mà học cái DCI cấp độ 2 nâng cao á, thì bắt đầu sinh viết ra cái ước mơ của mình. Xin có ước mơ về tài chính này, có ước mơ mình có một cái thân hình đẹp, mình ước mơ mình có một cái gia đình mà tất cả mọi người phụng sự, mọi người cùng ứng dụng hệ thống hạt giống để phụng sự, để giúp đỡ người khác. Và xin ước mơ mình sẽ là một giảng viên đứng ở trên một giảng đường lớn để mà chia sẻ lan tỏa trí tuệ này. Tức là khi mà xin học xong, mình xin đã viết những cái điều đó, những cái điều mình muốn có ở trong cái ước mơ của mình, đó gọi là nguyên mẫu, đó là nguyên mẫu. Và xin có thể hình dung, nhắm mắt lại trong tâm trí của mình đó, cái bức tranh đó nó hiện lên. Có thể là bản thân sinh này, mỗi người thì khác nhau, bản thân sinh thì hình dung nó giống như là một cuộn phim, có người thì sẽ hình dung như là nó là những hình ảnh, thì còn bản thân sinh thì khi sinh viết ra hết những điều mình mong muốn á, rồi xong hình dung nó như một cuộn phim. Ví dụ sinh mới một buổi sáng đi làm, bước ra khỏi một căn nhà màu trắng, hai gọi là căn villa 3 lầu, ví dụ như vậy. Mình bước ra cái xe của mình và đi đến cơ công ty, và sau đó buổi chiều mình đến một cái hội trường rất là lớn, mình chia sẻ, mình về nhà mình gọi điện mình chúc mừng bên người vợ của mình, kiểu kiểu như vậy. Mình hình dung cái điều đó ở trong tâm trí, mình có thể tưởng tượng hoặc là mình viết ra, rồi mình hình dung cái ước mơ đó, cái điều đó ở trong tâm trí. Đó chính là gọi là
mình tổng hợp những cái thứ mà mình mong muốn vào trong một cái bức tranh. Là cả nhà mình cái cách mà xin làm nhé, viết những cái điều mình mong muốn ra, tài chính mình muốn có bao nhiêu, ví dụ như là mình tôi mong muốn tài chính là được một số tiền bao nhiêu đó đến đến năm bao, đến hết năm nay là có bao nhiêu tiền đúng không ạ? Rồi sức khỏe của mình, rồi mối quan hệ của mình, rồi những cái điều mà giống như là mình tăng trưởng trí tuệ, mình có thể đứng trước nhiều khán giả để mình chia sẻ, mình viết hết rất rõ điều đó và mình nhắm mắt lại hình dung nó đúng không ạ? Và sau đó những cái điều nào mình dự đoán là mình không có muốn thấy ở trong bức tranh của mình. À, đây rất là một cái kỹ thuật mà bản thân Sinh cũng thực hành. Những điều mà mình không muốn thấy, mình nhắm mắt lại, mình hình dung thử xem, à bây giờ tiền mình mong muốn tự do tài chính, nhưng mà tiền nó về là nó không có về tài khoản thì sao? Nó cứ bị treo ở đó, người ta chậm trả, người ta không thanh toán thì sao? Xong rồi về xong rồi là mình bị mất tiền vào những cái khoản khác. À, đúng không ạ? Hay là sức khỏe của mình là mình không có giảm cân được, mình cứ mãi mập như vậy. À, hoặc là mình bị hay bị ốm thì sao, kiểu như thế. Mình những cái điều mà mình không muốn thấy mình cũng liệt kê ra một cái phần nữa ở một bên cạnh. À, đúng không, một cái phần mình liệt kê những gì mình muốn có và một cái phần là mình liệt kê những gì mình không muốn thấy trong bức tranh của mình. À, đó chính là cái việc mình cắt gọt cái hình ảnh ở trong tâm trí và xin thiền mỗi tối về cái hình ảnh đó, được chưa? Đây là bước một. Rồi bước hai quan trọng này. À, hồi nãy xin nói có nói chia sẻ với cả nhà là tâm trí của chúng ta luôn thay đổi, và cái nguyên mẫu này nếu mà chúng ta thiền mỗi ngày á thì nó sáng lên ở trong tâm trí, nó lưu lại trong tâm trí. Nhưng mà bây giờ làm thế nào để biến nó trở thành hiện thực, làm thế nào để biến nó trở thành hiện thực, thì xin gửi cho cả nhà một cái hình ảnh, một cái hình ảnh mà bản thân Sinh hồi cái màn hình này. Sorry cả nhà, chút ta kỹ thuật của cái hình vừa rồi mình mới share nhưng mà chắc là bị mất rồi. Cả nhà có thấy có biết cái hình ảnh ví dụ như là một cái thác nước ở đây mình thấy đây đây ạ. Cả nhà có thấy hình ảnh này không ạ? Đây là hình ảnh một cái hình thác, hình ảnh một cái thác nước, một cái thác nước mà nó có phun ra rất là nhiều cái tia đúng không ạ? Vùng phun ra rất là nhiều cái tia. Thì Dương xin nói cái ước mơ của chúng ta nó giống như những cái hình ảnh, những hình ảnh này. Còn cái việc mà chúng ta gieo trồng hạt giống á, nó là những cái tia nước bắn ra liên tục. Ví dụ như xin có một cái khuôn mẫu là xin có cái hình ảnh của nước đúng không ạ? Và các hình ảnh nước nó bắn ra liên tục đó chính là những cái hạt giống mà mình gieo trồng. Và ngày trước đây á, xin không có tạo ra cái hình ảnh ở trong cái khuôn đấy á, thì mình gieo cứ ai đưa cái gì thì mình gieo cái đó, ai đưa cái gì mình gieo cái đó, thì cái tài chính của mình nó cứ nở ra xong rồi nó không có theo ý mình mong muốn. Nhưng mà bây giờ mình hình dung cái khuôn đó rồi, tất cả mục tiêu về sức khỏe, tài chính, trí tuệ mình đã đưa trong một cái khuôn rồi, thì mình tập trung mình gieo đều đặn, thì những cái giống như khi mình dùng 4 bước á, liên một cách liên tục á, và mình gieo đúng những cái hạt giống mà mình mong muốn thấy á, mình chuyên nhân quả, mình biết được những hạt giống mà mình mong muốn thấy và mình gieo phải là liên tục mỗi ngày. À, xin gọi là cái các hạt nước nó bắn ra liên tục đúng không ạ, thì nó mới tạo ra cái hình đúng không ạ? Thì cái từ khóa là liên tục, thì chỉ cần mình gieo liên tục đều đặn và đến một cái lúc thì những cái đó nó sẽ tạo ra, nó đẩy cái thứ ở bên trong tâm trí của chúng ta ra bên ngoài. Cái việc mà chúng ta dùng 4 bước nhưng mà chưa có kết quả là bởi vì cái lực nước nó chưa có mạnh, tức là chúng ta chưa gieo nó đủ nhiều để cho nó tạo thành kết quả. À, một lát nữa là xin có thể để chia sẻ cho cả nhà cái trải nghiệm mà cái kết quả của mình. Thì cách của xin làm như thế nào, thì bản thân xin nó có những cái đặt mục tiêu ví dụ về tài chính, thì mình chọn những cái mảnh đất để mà mình gieo, mình lên một kế hoạch rất là rõ. Hàng ngày mình sẽ gieo, ví dụ xin có 7 con heo đất để mình gieo mỗi ngày, mình có 2 vách đi tài chính để mà mình giúp bạn. Đó là mục tiêu tài chính. Mục tiêu về sức khỏe, mình có luyện tập cùng với đội nhóm tập yoga và thiền định vào buổi sáng cùng với đội nhóm hàng ngày đến từ thứ hai đến thứ sáu. Và mình có một bước đi sức khỏe là một người anh của mình cũng đang muốn giảm cân, đó là một bước đi sức khỏe. Và mình thực hành kẻ pen và cùng với đội nhóm kẻ pen, đó là về trí tuệ. Thì mình sắp xếp những cái đó vào trong cái khung to-do list mỗi ngày của mình. Một buổi sáng ví dụ như gieo hạt tài chính vào heo đất thì đến đúng 5:30 là mình gieo. Những việc đấy mình đưa vào trong to-do list thì nó rất là dễ để mình làm. Làm việc bất bất đi ngày nào thì mình ghi ở ngày đó để mình làm, thì tức là
đưa vào tất cả mọi thứ vào trong cái danh sách to-do list công việc mình mỗi ngày thì nó sẽ rất là dễ để cho mình làm. Và xin tập trung, xin gieo những hạt giống đó thôi. Thì gieo đủ ngày, cái bí quyết của sinh ở đây là mỗi ngày, giống như những tia nước, nó phải bắn liên tục, bắn liên tục thì nó mới đủ lực để nó đẩy cái thứ ở bên ngoài, ở bên cái hình ảnh trong tâm trí của chúng ta ra ngoài. Thì ví dụ như sinh gieo tài chính thì sinh gieo chia nhỏ tiền lên, sinh gieo vào heo đất mỗi ngày, mỗi ngày để nó có cái dấu ấn liên tục, cái từ khóa là liên tục, đúng không ạ? Đúng rồi, và chọn đúng những hạt giống như những cái bức tranh mà mình mong muốn, đúng không ạ? Chọn đúng những cái hạt giống mà mình mong muốn trong bức tranh của mình. Thì ở đây có nhiều anh chị có những cái bức tranh khác nhau thì chúng ta chọn những hạt giống khác nhau, thì xin chọn hoa hạt giống đó để gieo liên tục. Còn những cái bức còn những cái điều mà mình không muốn thấy á, thì mình dùng for power, dùng cái công cụ tải hạt. Khi mình ghi liệt kê tất cả những cái dòng mà mình không muốn thấy, mình truy ra đâu là cái hạt giống để tạo ra những cái điều đó, thì xin tải hạt, xin tải tải trước khi nó nở ra luôn à. Có nghĩa là mình ngăn chặn những cái điều đã nó xuất hiện trong cái bức tranh của mình luôn. Mình tải mỗi ngày kiểu như vậy, mỗi ngày mình tải một dòng. Ví dụ xin liệt kê ra một list dài những cái danh sách mà những cái hạt giống đó nó có thể diễn ra, sau đó xin tải mỗi ngày một dòng, một dòng, thì mình sẽ dừng lại những cái việc mà nó những cái điều mà không 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 muốn có trong bức tranh mình đã diễn ra. Đó là cái cách mà xin tạo ra cái bức tranh ở trong tâm trí. Và mình gieo đủ nhiều, đủ đều thì nó tạo ra một cái lực đẩy ra, đẩy cái kết quả của sinh ra ở bên ngoài. Thì đó là cái kỹ thuật mà trước mà sinh đang thực hành. Và thực sự là cái rất là biết ơn cái hành trình vừa vừa qua. Bản thân sinh cũng rất là nhiều anh chị ở đây, không biết là anh chị ở đây mình là những ai mà mình thực hành sau đó một thời gian mình thấy không hiệu quả, cái là mình đi quay lại cái cách thông thường, mình làm cái mình không có gieo hạt nữa, mình không có four step, mình không có bốn bước nữa, thì comment cho sinh số 1 chú có ai dũng sẽ dũng sinh không ạ? Mình cảm thấy là mình dạ chị nghe đúng không ạ? Chị Kim Yến, bản thân sinh rất là đồng cảm. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả mọi thứ nó đều là hạt giống của chúng ta, đúng không ạ? Khi mà mình thực hành mà mình và khi mà mình thực hành sau đó mình hết hạt giống để thực hành, cái nó lại nó sẽ khiến cho chúng ta quay lại cái cách cũ. Bởi vì bản thân sinh á, ngày trước giờ đi dạy người khác cái dùng cái cách thông thường rất là nhiều, mình vẫn luôn luôn nghĩ rằng nhờ những cái công cụ, những cái giải pháp mình đang triển khai thì nó làm cho mình có tiền, cho nên âm ra là mình cứ lao vào công cụ, mình không có tập trung vào những cái liên quan tới về gốc rễ, là mình không liên quan tập trung vào cái hạt giống, cho nên đâm ra là mình nản, mình không, đúng rồi nản không muốn gieo luôn á, kiểu như vậy đúng không ạ? Cho nên là bản thân sinh rất là đồng cảm, rất đồng cảm. Mình cũng đi trên hành trình thực hành cho nên mình rất là hiểu điều đó. Cho nên cái bí quyết của sinh mới vừa rồi nói với cả nhà, khi mà đầu tiên là mình phải liệt kê ra được tất cả các hạt giống mình cần phải gieo, đúng không ạ? Các hạt giống mà mình sẽ loại bỏ, không muốn thấy trong cái bức tranh của mình, sau đó mình sẽ đưa vào danh sách, đưa vào trong cái to-do list của sinh. Sinh có một cái to-do list hàng ngày, bỏ vào khung giờ nào mình làm cái gì mình đỏ bỏ vào trong đấy. Nó rất là dễ và nó không mất nhiều thời gian, chỉ trong một buổi sáng khoảng 1 tiếng 2 tiếng là sinh đã làm hết tất cả cái việc liên quan tới gieo hạt. Rồi sau đó là mình làm những việc bình thường mà mình làm, mình không bỏ những cái công việc hàng ngày mình làm nhé, mình vẫn làm nhưng mà mình cài đặt những cái hạt giống vào hàng ngày. Và cái bí quyết của sinh đó là đều đặn. Những cái tia nước nó phóng ra đều đặn, nó sẽ tẩy cái kết quả bên trong của chúng ta, của bản thân sinh ra bên ngoài. Và cũng chia sẻ cho cả nhà cái kết quả mà khi mà 1 năm vừa qua mình thực hành, mình thấy cái sự chuyển ở bên trong của mình rất là rõ. Mà không biết là cả nhà mình có muốn xem cái kết quả của sinh để mình có thêm cái động lực để mình thực hành không ạ? Không biết là sinh có thể chia sẻ thêm một chút xíu về kết quả. Có thì comment cho xin thật nhiều vào số 9 á. Thật muốn đúng không ạ? Sau một cái khoảng thời gian gọi là mình cũng thực hành, sau giống như xin chia sẻ ban đầu á, mình thực hành nhưng mà mình không có rõ cái hình ảnh, không rõ cái mục tiêu của mình trong tâm trí. Mình cứ lúc này mình gieo gì mình cũng gieo, mình rất là hào phóng, bởi vì nhưng mà mình lại không có hình ảnh, không có rõ mục tiêu, không không rõ ràng những gì mình mong muốn á, dẫn tới là kết quả nó luôn luôn không đạt như những gì mà mình mong muốn. Cho nên đâm ra là mình bắt đầu mình có những cái sự nản và mình quay lại cách cũ mình làm. Nhưng mà quay lại cách cũ thì lại càng, khi mà nó hết hạt giống mình quay lại cách cũ mình làm thì lại càng không ra kết quả.
Và nhưng mà khi bắt đầu cái hành trình mình nhận thức được mình làm mỗi ngày á, thì nó chuyển cả nhà, nó chuyển. Và đây là những cái kết quả mà bản thân sinh đã có cái sự chuyển sau một khoảng thời gian mình thực hành. Thì đây là những kết quả gần nhất ha, thì xin chia sẻ cho cả nhà. Với cái mục tiêu là mình cũng muốn là truyền động lực cho cả nhà mình để mình chúng ta thực hành đều hơn. Dạ, xin chia sẻ slide. Rồi, đây là cái hình ảnh mà lúc mà xin học DCI cấp độ 2 nâng cao tại Hà Nội. Đây có người thầy của chúng ta đúng không ạ? Không biết cả nhà mình có thấy hình hình không ạ? Có thể thấy thì comment cho xin số 1 ạ. Ở cho bên hình. Đây. Đây là lớp hình ảnh mà xin khi mà bắt đầu học vào nhớ xin nhớ là như là tháng tháng 12 năm 2023. Tháng 12 năm 2022. Đó là cái chương trình DCI cấp độ 2 nâng cao được tổ chức tại Hà Nội. Thì bản thân sinh lúc này là tầm khoảng 78 kg cả nhà, 78 kg rất là mập. Rất là mập. Đó, và sau một năm thì bây giờ chỉ còn khoảng 67 kg. Cái điều mình đây là mình đã đưa vào trong trong suy nghĩ của mình, cái ước mơ đầu tiên của mình là sức khỏe tốt. Mình sẽ giảm cân, không còn mập nữa và chỉ còn khoảng 65 kg thôi, bây giờ được 67 kg là nó gần đạt cái điều mà mình mong muốn rồi. Thì đây là cái điều mà mình mong muốn đầu tiên. Cái điều mình mong muốn thứ hai đó là mình muốn nhìn thấy gia đình của mình á phụng sự, giúp đỡ và đi làm các chương trình thiện nguyện nhiều hơn. Thì một cái hạt giống nở ra rất là đẹp, tại vì bắt đầu gia đình sinh đã mở một quán cơm để mà phục vụ bà con, ngoài kinh doanh ra ngoài phục vụ bà con cơm chay hàng tuần không đồng, để chủ đích gieo cái hạt về sức khỏe cũng như là chăm sóc sức khỏe, và gieo cái hạt giống là hào phóng, một cái nơi chợ duyên cho rất là nhiều người, các anh chị mình trong cộng đồng ở DCA Bình Định đó, để mà cùng tích hạt giống, để mà cùng làm. Đây là một cái điều mà không tưởng trước giờ sinh, gia đình sinh rất là không bao giờ làm những điều này. Thật sự mọi người trong bên trong gia đình của sinh là hầu như là mọi người tiết kiệm rất là nhiều, hầu như là không có mở tâm đâu. Nhưng mà bắt đầu khi mình gieo trồng hạt giống và mình điều hướng thì bắt đầu mình đã thấy cái điều tuyệt vời đã nở ra. Điều mà thật sự làm sinh rất là muốn làm cho gia đình, trợ duyên cho gia đình để mà tích những hạt giống. Còn tài chính cá nhân thì đây là cái kết quả của sinh sau bắt đây là tháng gần nhất ha, còn những tháng trước thì nó đã nở ra thu nhập một tháng được 3 tỷ từ thu nhập thụ động, từ từ các cái khoản mà sinh tạo ra từ những hạt giống mà mình gieo trồng. Tức là nó nở rất là vi diệu mà mình không đoán được nó nở nó về. Sinh có khoe với người thầy của mình, thầy Nguyễn Công Bình, thầy người đang đang cốt cho sinh, thì những kết quả nó về liên tục. Đây là tháng 3 ha, và tháng 2 thì cũng có một chuỗi như vậy. Xin sâu cho cả nhà xem là tháng 3 khoảng hơn gần 3 tỷ. Thì đó là cái khoản mà mình khi mà mình bắt đầu ý thức về cái từ khóa là đều đặn. Xin muốn tặng cho cả nhà cái từ là đều đặn, như những tia nước bắn ra liên tục, thì cái hình ảnh trong tâm trí của chúng ta nó sẽ được tạo ra. Các hình ảnh trong tâm trí của chúng ta nó các gọi là các tâm trí của chúng ta nó luôn chuyển động, nhưng mà chỉ cần chúng ta gieo hạt giống đều đặn vào cái khuôn mẫu đó thì khuôn mẫu nó sẽ chạy ra ngoài. Cái khuôn mẫu nó chính là cái ước mơ, cái điều mà chị Uyển lúc nãy đã chia sẻ cho cả nhà lúc đầu tiên. Cần rất rõ bức tranh trong tâm trí thì bản thân sinh đã đưa ra những cái mục tiêu của mình ở trong một bức tranh như vậy, và lên kế hoạch làm 4 bước, cũng chỉ bằng 4 bước. Và những điều mình không muốn thấy thì dùng four power thì xin loại bỏ những điều đó. Và cái từ khóa mà xin vẫn lặp đi lặp lại đó là đều đặn mỗi ngày, thì nó tạo cái dấu ấn rất là mạnh mẽ, đó chính là bông hoa số 2 đúng không ạ? Nó tạo ra cái thói quen của mình thì nó sẽ ưu tiên nở ra. Đó chính là cái toàn bộ những cái bí quyết mà bản thân sinh đã ứng dụng từ từ cái cấp độ 2 nâng cao. Thì càng ngày bây giờ mình có ý thức là mình dùng 4 bước nhiều hơn, mình chọn thêm bất đi, ví dụ điều mình gì mình mong muốn có mình sẽ chọn bất đi, mình sẽ chọn một cái người có cùng mong muốn như mình, bắt đầu mình lên kế hoạch mình làm sẽ như thế nào. Nếu mình có càng nhiều bất đi, càng nhiều kế hoạch 4 bước được tạo ra, càng nhiều kế hoạch 4 bước được hoàn thành, được chúng ta tạo nó ra nó và sau hoàn thành nó, và sau đó hoàn thành đủ 4 bước thiền cà phê thì sẽ như thế nào, thì chắc chắn nó giống như những tia nước rất là mạnh đúng không, liên tục như vậy nó sẽ đẩy cái kết quả của chúng ta ra hiện thực. Và cái khi mà chúng ta tận hưởng với cái hành trình này á, và chia sẻ với những người khác mà
cái cách này khi mà chúng ta cũng dùng 4 bước hướng dẫn cho người khác dùng cái công cụ này thì sẽ như thế nào? Thì chúng ta sẽ có cái đủ cái hạt giống để chúng ta liên tục chúng ta hành động, đúng không? Nên bản thân Sinh rất là ý thức khi mà mình được ứng dụng cái này, mình luôn dùng 4 bước để mình chia sẻ hướng dẫn cho những người khác thực hành, để mà mình có cái đủ cái hạt giống để mình liên tục mình thực hành cái điều này. Bởi vì chúng Sinh nói tất cả mọi thứ đều đến từ cái hạt giống của mình, đúng không? Thì mình chỉ cần tích lũy hạt giống thì kết quả nó sẽ đến. Thì đó là những toàn bộ những cái không gọi là bí kíp, mà cái điều mà Sinh cũng 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 không phẩm không giỏi gì đâu, cả nhà cũng chạy chùa ghê lắm, cũng gọi là có giai đoạn mà gọi là không có nổi dòng tiền về luôn á, rất là kinh hoàng. Khi mà mình dùng cái cách cũ, khi mình hết hạt giống rồi á, mình dùng cái cách cũ mình có loay hoay nhiều tháng nhưng cũng không thể tạo ra kết quả, thì lúc đấy á mình mới không một cách nào này hết, bây giờ tập trung ngày nào cũng cũng thực hành về hệ thống hạt giống thì kết quả nó chuyển. Cho nên cái điều mà Sinh tâm gọi là thấm thía nhất đó chính là sự đều đặn và thói quen. Cho nên để mà muốn có điều đó thì phải lập kế hoạch, đưa nó vào trong to-do list mỗi ngày rồi làm đó, rồi kỷ luật làm từng ngày thì nó chuyển. Thì bản thân Sinh đã có sự chuyển kết quả như vậy. Thì Sinh tin rằng là cả nhà mình chỉ cần làm đều đặn thôi. Như giống như bản thân Sinh ngày xưa học rất là nhiều, rồi đi học rất là nhiều nhưng mà chẳng có thực hành mấy. Chỉ có xét 4 bước trong tâm trí chứ không bao giờ lên kế hoạch để mà gieo, cho nên đâm ra mình không hoàn thành đủ 4 bước và không có nhiều kế hoạch như vậy, cho nên kết quả nó không có, nên cái niềm tin của mình cũng bị lung lay. Cho nên là đây là một cái điều mà Sinh có thực sự đã trải nghiệm qua và cũng mang đến muốn tặng cho cả nhà trong buổi tối ngày hôm nay, với cái mong ước rằng là cả nhà mình hãy lên kế hoạch và là hành động đó. Xin tin chắc rằng cả nhà mình sẽ đẹp gọi nở những cái quả rất là tuyệt vời, vì tất cả cả mọi người ở đây đều có những hạt giống rất là tuyệt, nên chúng ta mới được biết những cái kiến thức này, được biết những cái điều này, đúng không ạ? Chỉ là chúng ta cần hành động nó, hành động mỗi ngày đều đặn, chắc chắn kết quả sẽ nở. Xin cầu chúc cho cả nhà mình sẽ ứng dụng những cái điều mà xin chia sẻ, nếu mà ứng dụng được thì ứng dụng vào trong ngay trong đời sống của mình thì xin tin chắc rằng chúng ta sẽ đạt được những kết quả vượt mong đợi của mình. Biết ơn cả nhà. Và chị Uyển có muốn gọi là có chia sẻ gì để chúng ta có thể thảo luận thêm về công cụ này về buổi tối ngày hôm nay mà chị Uyển ạ? Em chia sẻ về cái hạt khủng và tài chính của em, nó làm chị choáng trong mặt quá. Nhưng mà cả nhà đừng có tin vào những cái lời mà Sư Nguyễn nói, đừng bao giờ tin, đi theo đi rồi hẳn biết thiệt mà. Như Uyển là Uyển đi theo Sinh từ đó rồi đó, cho nên Uyển biết. Uyển biết có những lúc mà em ấy không có một đồng nào ở trong tài khoản. Có giống cả nhà không ạ? Giống đúng không? Ai nói không giống rồi comment số 0 đi. Tại vì không có lý do gì mình ngồi đây hết á. Mình có cái sức hút lẫn nhau. Giống đúng rồi anh ơi, giống. Đó mới là lý do mà Sinh Nguyễn xuất hiện ở đây. Và đây cũng là một trong những vấn đề mà chúng ta cần phải thực hiện với những gì mà nãy Sinh Nguyễn nói. Cái mà Sinh Nguyễn đang chia sẻ cho cả nhà đó là cái mà nỗi đau mà Sinh Nguyễn vừa trải qua hết tất tần tật. Rồi sau đó Sinh Nguyễn lại có kết quả. Và nó minh chứng cho một sự thật, đó là Sinh Nguyễn không những học trực tiếp với thầy Rishin Cross về cái công cụ số 10 đó trong khóa học Design cấp độ 2 nâng cao. Nó là một cái khóa học mà biến ước mơ thành hiện thực. Nguyễn có một cái tiếc nuối, đó là ngay cái thời điểm mà khóa học này diễn ra tại đây á, tại Việt Nam luôn đó, nhưng mà là bố chồng của Nguyễn mất vào tối đêm đó luôn, tối đêm thoát đó của thầy luôn. Chính vì vậy cho nên là Uyển không có đủ hạt giống để tham gia trực tiếp lắng nghe thầy, chỉ đọc qua sách thôi và chỉ nhìn thấy tất cả những gì mà Sinh Nguyễn đang thực hiện thôi. Mà nó có một cái mà Uyển không biết nói như thế nào, mà tại sao cái đó nó lại hút Sinh Nguyễn đến mức độ mà từ ở Hồ Chí Minh bay ra Hà Nội để mà tham gia trực tiếp với thầy, mà không những tham gia vé thường mà tham gia vé VIP nữa cả nhà. Bình thường không chịu chơi, chơi luôn VIP vậy đó.
Mà còn chưa nha cả nhà. Ngày 4 tháng 4 này nè, cũng cái khóa học biến ước mơ thành hiện thực này mà thầy Rishi Michael của mình có thể hút sinh nguyện một lần nữa bay qua Thượng Hải để học. Cả nhà cảm thấy sao ạ? À? Cảm thấy sao ạ? À? Cảm thấy sao ạ? À? Ngưỡng mộ không? Mình không cần biết là ngưỡng mộ cái việc là bạn thành công như thế nào ở cái công cụ mà bạn tâm đắc. Nhưng rõ ràng tất cả những gì hồi nãy bạn show ra cho nhà mình biết được cái kết quả mà bạn đã từng trải qua, những lần tài khoản không đồng, thậm chí âm mà có thể lọc được cái ván bài. Thử hỏi ví dụ như bản thân Nguyễn đi, nếu học rồi không bao giờ học lại đâu á cả nhà. Đừng có nói tới cái chuyện mà phải bay từ nước này sang nước khác. Mà đâu có bay một mình đâu, rủ chuyện bay theo mới cùng á. Bay rủ chuyện bay theo, bay cùng mới chịu á nha chị Tô Hà. Thôi giờ em rủ chị Tô Hà nè, chị Tô Hà có bay theo với em không nè. Đó, bởi vì em biết chị cũng rất là tâm đắc cái khóa này. Thật sự mà nói, khi mà hỏi why, ủa sao em học thầy rồi giờ em lại muốn đi qua Thượng Hải để học thầy tiếp? Không chị, cái này đối với em học đi học lại, học lại, học lại, học lại, học mãi, em cũng vẫn muốn mình học để mà bản thân của em không còn nhìn thấy bất kỳ một cái khoản tài khoản âm nào hết, mà nó chỉ quay về doanh thu tài khoản lúc nào cũng cỡ này thì em mới chịu. Và bạn sẵn sàng tặng vé cho những bạn thân cận của mình, cho người thân yêu của bạn bay qua Thượng Hải á cả nhà. Nói thiệt chứ tháng này mà không có bạn chắc Uyển cũng không sống đâu. Tại vì đâu có ai đưa mình đi Thượng Hải ngoài bạn đâu. Vậy thì có bao nhiêu bạn đang rất muốn đi Thượng Hải giống Uyển với lại xin Uyển không ạ? À? Hay là một khát khao thật sự là Văn An cười nè. Thôi thì lúc trước thầy bay qua Việt Nam, thầy bay ra Hà Nội, mình không có cơ hội gặp, thôi giờ sẵn hạt nó đẩy ép mình bay thẳng luôn một nước ra ra Thượng Hải luôn đi. Giống như Thùy Vinh hôm nay đi làm visa Trung Quốc với lại chị Uyển mà nói chị ơi em không hiểu sao em có mặt nơi đây. Ủa? Lại hỏi why me nữa. Một người dẫn dắt cho nhiều người thực hành mà đến lãnh sự quán Trung Quốc để mà làm visa mà còn hỏi chị ơi em đang suy nghĩ không biết cái hạt gì nó ở đây mà sao nó buộc em phải phải đến cái nơi này để làm visa. Lại thêm một lần nữa khi mà đưa hồ sơ vô cho lãnh sự quán họ họ kiểm tra visa để mà coi thử đủ chứng từ không cả nhà. Thì ở đó họ báo rằng ủa hồ sơ của hai chị không có vé máy bay cũng không có khách sạn, sao em cho chị đi được? Sao em duyệt mà em nhận hồ sơ visa được? Té ra là chị Thùy Vinh quay qua. Chị ơi, đến nữa rồi. Sáng giờ em lăn tăn miết, em suy nghĩ hoài không biết có đi hay không đi. Mà giờ nó biểu mình là phải có visa cái gì, phải có rõ ràng là đi chuyến bay nào, phải có ở khách sạn nào thì nó biết mình có đi hay không. Đố cả nhà ngay cái giây phút gì, ngay cái giây phút này là mình biết hạt nó bắt ép mình phải đi rồi chứ còn gì mà chần chừ, đúng không cả nhà? Trời đất ơi, ở đâu ra mà có cái chuyện mà đã lên tới cái lãnh sự quán Trung Quốc rồi, mục tiêu nó rõ ràng rồi, con đường nó đưa dẫn đến rõ luôn rồi đó, đúng không ạ? Mà còn phải hỏi sao chị, bây giờ nó nói mình là phải đặt khách sạn với lại mua vé máy bay, bây giờ ý chị là sao? Ôi trời ơi, em ơi, em đang thực hành gì vậy? Ý chị sao là sao? Chính vì cái sự do dự, chính vì cái sự lưỡng lự mà kết quả của em nãy giờ nó cản trở biết bao nhiêu á. Cả nhà biết không? Cản trở làm sao biết không cả nhà? Một là lô vô lãnh sự quán mà không đeo khẩu trang. Alo chị ơi, chị có đeo khẩu trang không? Chị ghé mua khẩu trang cho em. Yên tâm, khẩu trang chị có dư. Là thấy hạt hanh thông không cả nhà? Mà hạt hanh thông từ đâu vậy? Mà trong khi bản thân nếu như không có do dự, nếu như không có chần chừ, thì đích nó đã đến rồi. Là mình đã có sự tập trung rồi, không có lý do gì mà đi vô lãnh sự quán nước người ta mà mình không đeo khẩu trang. Đúng không cả nhà? Cái này là do mình lăn tăn, một là nửa muốn đi, hai là muốn ở lại, ba là sao cả nhà? Không tin vào hạt giống, không tin vào quy luật của nhân quả.
sẵn cả nhà ở đây thì nói cho một mắt vậy thôi ấy, chứ mình đặt cứ tối ngày đi hướng dẫn người ta thực hành mà quay lại bản thân lại chần chừ không chịu biến ước mơ thành hiện thực. Sẵn cả nhà, sẵn cơ hội thôi mình xả luôn. Chứ hồi sáng mình rất là hiền. À, bạn nói giờ đến khách sạn rồi đến vé máy bay thì sao ạ? À? Thì mình chỉ nói bạn thôi liên hệ và đặt thôi chứ giờ sao? Hạt nó bắt ép mình hoàn thành cho nhanh chóng mà cả nhà. Và thế là cuối cùng Hạt nó hoàn thành. Mà không những đặt vé máy bay được giá rẻ. Có 6 triệu mấy thôi á cả nhà. Có 6 triệu mấy đi Thượng Hải. Ở khách sạn á cả nhà. 6 ngày thôi bên nhà. 6 ngày, từ ngày, à 5 ngày, 5 ngày. Mà có 9 triệu mấy mà ba người ở luôn á cả nhà. Rồi cả nhà thấy cái phí nó rẻ không cả nhà? Cả nhà comment đi ạ. À. Ai mà đi được Thượng Hải mà cái giá vé như vậy đâu. Khách sạn cũng rẻ. Gì nhà mình lo gì trời. Khách sạn cũng rẻ nè, phí cũng rẻ nè. Đúng không? Vé máy bay cũng khỏi phải nói rồi. À, tất cả mọi thứ đều có thể có dẫn đường hết. Sáng nay là Uyển Dư Vinh đã dẫn đường rồi. Vậy thì bây giờ nó chỉ còn một cái thôi. Bạn nào thực sự khát khao muốn gặp trực tiếp thầy Rishimiko thì vào liên hệ inbox riêng với Thùy Vinh để học hỏi xem cái cách mà bạn trải qua cái do dự và cái lăn tăn mà sáng giờ nó như thế nào. Và cuối cùng bạn đến thời điểm bây giờ, trước khi ra về mà bạn còn nói thôi chị ơi, chị đi lấy kết quả visa đi chứ em thì khỏi lấy rồi đó. Ừ đúng rồi, em mà lấy rồi cản trở nữa chị đi theo em luôn á. May mà hạt chị tốt á nên thôi để chị đi lấy. Cả nhà nhờ hình dung không ạ? À, vậy thì quay trở lại cho cái phần tối ngày hôm nay. Điều đầu tiên mà chúng ta cần phải rút lại đó là những gì chúng ta nghĩ trong đầu chắn nó sẽ có trong tay. Nhưng đừng bỏ qua cái việc chỉ nghĩ thôi mà nó có. Mà buộc chúng ta phải có bí kíp ứng dụng nó giống như Sư Nguyễn vậy. Và mình hiểu được rằng nè, trong bất kỳ một cái kết quả nào, cũng giống như cái kết quả mà Uyển có mặt tại Thượng Hải để trực tiếp tham dự cái khóa học của thầy Rishi, thì nó cũng đến từ những cái hạt chi tiết cực kỳ nhỏ, đúng không cả nhà, để tạo thành. Nhưng mà để có những cái hạt chi tiết cực kỳ nhỏ đó thì chúng ta cần phải giúp cho những người họ có cùng mong muốn với mình à, bằng những lời nói, suy nghĩ và hành động cực kỳ nhỏ. Nhỏ thôi, không còn lớn đâu, nhưng mình hiểu nè, cái nhỏ của mình nhưng cái lớn là kết quả mà mình muốn thấy. Cả nhà hình dung nha. Uyển nói rất rõ đó. Tất cả những cái gì có thể giúp được người khác, cho dù nhỏ, cực kỳ nhỏ, đừng bỏ qua. Bởi vì những cái nhỏ đó sẽ tạo ra cái lớn. Được ha? À, và bản thân Uyển và Sinh Nguyễn có chia sẻ cỡ nào đi chăng nữa, bởi vì hai chị em chưa lấy bằng giảng viên của DCI cấp độ 2 Advanced, cho nên sẽ không bao giờ qua mặt được thầy DC đâu. Cho nên buộc cả nhà nếu như thực sự muốn thì hãy kết nối với Thùy Vinh để hỏi xem tôi có thể đến được với lại thầy tại Thượng Hải hay không. Hay nói một cách khác, bị sự rủ rê của Uyển Lê và Sinh Nguyễn thôi đi luôn chẳng hạn, hoặc là hạt nở hào phóng ai tặng đó thì đi luôn chẳng hạn, ví dụ vậy. Ngay giây phút này mình hãy thử nghĩ đi rồi coi thử nó có ra trong tay hay không, được không cả nhà? Cả nhà có đồng ý cái chỗ này không ạ? À? À, nếu như đồng ý thì thả tim lên trên cái phần ô chat mà Vinh Thùy Vinh mới vừa gọi lên. À được ha. Rồi bây giờ thời gian không còn nhiều nữa, cho nên bây giờ Uyển sẽ xác nhận lại nè. Khi nãy đã có bao nhiêu bạn nhận phần quà của Uyển rồi, mình raise hand đi cả nhà. Cả nhà có thấy cái dấu reaction ở dưới này và có cái chữ raise hand, có cái bàn tay raise hand không? Bạn nào đã nhận được món quà của Uyển trong những cái phần câu hỏi thưởng hồi nãy mình raise hand đi ạ. À.
bởi vì ban tổ chức làm ăn cực kỳ không có ok. Nãy giờ hỏi mấy bạn nhận rồi, nói có ba bạn à, mà Uyển nhớ Uyển hào phóng lắm mà. Ủa thật sự mới có ba bạn thôi hả cả nhà? Vậy thì không được rồi, Uyển còn 7 phần quà là muốn tặng lận. Vậy thì giờ cả nhà có muốn nhận hết 7 phần quà này không? Mình comment số 7. Rồi. Trong quá trình Uyển trao phần quà cho cả nhà thì hai phần quà Uyển dành cho thầy Sinh. Thầy Sinh chuẩn bị hai câu hỏi để cho khán giả trả lời. Buổi Q&A của mình không cho cơ hội khán giả hỏi. Mình đảo ngược lại, cả nhà khán giả mà muốn hỏi thì Vinh gửi cái link sáng ngày mai cho khán giả vô để hỏi cô Phương Anh. Chuyện đá banh vậy đó. Còn tối nay là xin Nguyễn và Uyển Lê hỏi cả nhà trả lời đúng đáp án, tặng quà tới 7 phần quà lận mặt. Cả nhà đồng ý không? Rồi, nếu như cả nhà đồng ý thì câu hỏi đầu tiên. Bạn nào chia sẻ đúng 3 điều tâm đắc nhất mà hôm nay nhận được nhanh nhất? Rồi, chia sẻ lên đâu chat đi. 3 điều tâm đắc trong đó phải có tiêu đề nha Thùy Vinh. Em mà chấm sai là em thưởng đó chứ chị Uyển không có thưởng đâu. Đáp án của Quy Anh có thể đúng nhưng nó đúng đủ đều để được cái gì? Nãy mới vừa bật mí là làm gì làm phải có cái chủ đề ngày hôm nay vô mà. Cả nhà nếu như quan sát thật kỹ đang thấy chị Tô Hà cố gắng comment cho nội chat nè. Nếu cho thầy Sinh chọn đáp án thì thầy Sinh chọn đáp án của bạn nào thầy Sinh có thể xác nhận lên, mở mic xác nhận luôn để ban tổ chức ghi nhận lại. À, em thấy cái đáp án của chị Tô Hà rất là rõ ràng đó. Rồi, thì Vinh ghi nhận lại. Đó, thấy ông nói là Tô Hà không có đời nào mà bỏ số cái giải thưởng nào hết. Rồi, chúc mừng chị Tô Hà. Rồi bây giờ cả nhà tiếp tục nè. Còn 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 của chị còn 4 giải đúng không? Của Sinh hai của chị còn 4 đúng không? Rồi ok. Theo các bạn thì trong quá trình mà chúng ta ứng dụng tất cả những gì mà chúng ta học, liệu rằng cái nào cũng kết quả mỹ mãn không? Nếu có comment chữ Z đầu tiên hay là no đầu tiên đi để khỏi nhận quà. Trời hay dữ vậy. Rồi, chữ không đầu tiên sẽ được nhận quà nha anh Thùy Vinh. Chỗ này cả nhà nhớ nha. Trên hành trình chúng ta ứng dụng trí tuệ này, không có bất kỳ cái kết quả nào mà nó sẽ mỹ mãn hoàn toàn. Tại sao? Tại vì tất cả nó đều có sự trống không của nó. Nó có tiềm năng để trở thành cái kết quả mỹ mãn hoàn toàn hay không mỹ mãn hoàn toàn phụ thuộc vào ai cả nhà? Trả lời nhanh nhất có thưởng. Có được người nhận quà chưa ban tổ chức? Hình dung rồi đó, hình dung tới chỗ này rồi ha cả nhà ha. Khi mà chúng ta hiểu được rằng trên một cái hành trình nào mà chúng ta đi, nó đều có thách thức, thì chúng ta biến thách thức thành gì cả nhà? Câu hỏi có thưởng. Rồi ơi,
Nhà mình thật sự giỏi quá luôn, rất là giỏi luôn. Xin ơi, theo em thì có tặng cho chị Tô Hà nữa không Xin, hay là nhường giải cho người thứ hai kế tiếp? Em nghĩ là nhường giải cho người thứ hai, chị Tô Hà xuất sắc quá rồi. À, nhường À. giải cho người thứ hai. Rồi, chúc mừng Tường Vân nha. Quá tuyệt vời. Ngay lúc này chị Tô Hà lại có cơ hội hào phóng thêm một lần nữa. Chị Tô Hà, chị thấy chị hạnh phúc không? Thật ra đâu có phải chị nhường đâu, mà là xin Nguyễn trợ duyên một cách khéo léo cho chị hào phóng tái đầu tư lại cho Tường Vân. Đúng không chị? Tuyệt vời, quá là tuyệt vời. Còn mấy giải Vinh? Hình như còn có một mà hả? Nhanh dữ vậy, trời, cái gì hào phóng ơi, nó nhanh ghê luôn á. Thôi bây giờ để ra một cái câu hỏi nó chắc ăn cái coi. Cho một cái câu hỏi nó thật đỉnh cái coi. Trong cái buổi tối ngày hôm nay, bạn nào có thể cho ra một cái câu trả lời chính xác, chuẩn xác nhất? Cái cốt lõi mà xin Nguyễn cùng Nguyễn Lê khát khao và mong muốn và nhắc tới nhắc lui nhiều lần, và chỉ có nó mới hiệu quả 100%, đó là gì ạ? Wow, 4 bước là đáp án chính xác. Hồi nãy Yến nhắc rồi, nếu như chúng ta hành động mà chúng ta không nhớ hành động giúp cho người khác là cũng không được. Đúng không? Rõ ràng, Yến có nhắc rằng khi chúng ta hành động, kế hoạch sẵn đó, nhưng chúng ta không có ý giúp cho người khác thì cũng sẽ không hiệu quả. Đồng ý à? Wow, cả nhà thấy phần ôn bài hay không ạ? À? Nếu hay mình giơ tay đi cả nhà. Trời ơi, cái phần ôn bài này Uyển bảo đảm là cả nhà chắc chắn kể từ bây giờ phải ứng dụng 4 bước trong tất cả mọi hành động của mình. Và đừng bỏ qua bất kỳ những cái hành động nào nhỏ nhất đi chăng nữa, cả nhà nhớ nha. Bởi vì chúng ta đã biết được có một cái kết quả lớn nó được tạo thành bởi cái kết quả nhỏ. Như vậy thì những cái chi tiết nhỏ nhất chúng ta đừng bỏ sót, được không? Trong quá trình mà chúng ta đang mải mê chạy với một cái mục tiêu lớn nào đó, mà ai đó xen vào và muốn chúng ta giúp một cái gì đó, mà sao? Mà chúng ta, thôi, tôi đang tập trung cái lớn rồi, thôi, thì hiệu quả không cả nhà? Chắc chắn là không, đúng không cả nhà? Rồi, và bây giờ, 2 phần thưởng còn lại, TTS suy nghĩ ơi, đặt câu hỏi đi ạ. Dạ rồi, biết ơn chị Uyển Lê. Cả nhà mình có thấy chị Uyển ôn bài có dễ có hứng thú không ạ? Cả nhà vừa được ôn bài mà còn vừa được thưởng nữa ạ. Rất là hứng thú đúng không ạ? Và bản thân Sinh cũng rất là tận hưởng. Thì cũng nãy giờ chị Uyển cũng hỏi những câu hỏi rất là gọi là rất là cốt lõi của cái buổi tối chia sẻ ngày hôm nay, là chị Sinh cũng chia sẻ, họ cũng muốn đặt câu hỏi để cốt cái chủ yếu là muốn cả nhà mình nhắc lại những cái nội dung mà mình nó mà mình gọi nó quan trọng á, để mà mình có thể mang về mình ứng dụng. Thì cái câu hỏi của Sinh đó là đâu là cái, trong cái phần chia sẻ vừa rồi của Sinh đó, thì đâu là cái phần mà cái kỹ thuật quan trọng để mà Sinh đẩy cái ước mơ của Sinh nó trở thành hiện thực, đâu là cái kỹ thuật quan trọng? Có thể là mình có thể viết ba hai đến ba từ khóa, đều đặn, có gì nữa không ạ? À, đúng, đủ đều đều đặn. Kỹ thuật tia nước nha. Mọi người nhớ bài rất là kỹ đúng không ạ? Mọi người được nhớ cái hình ảnh tia nước đúng không ạ? Nó liên tục nó nhỏ, rất nhiều cái hạt nước nhỏ đúng không ạ, nhưng nó liên tục thì nó tạo ra kết quả đó. Thì những cái từ khóa đó chính là đều đặn. Và chị biết gọi là chúc mừng chị Tường Vân đúng không ạ? Tường Vân hình như là người trả lời đầu tiên từ đều đặn. Mình có mục tiêu rõ ràng, mình có kế hoạch và mình làm điều đó đều đặn, thì nó là cái cách, cái kỹ thuật để mình đẩy cái ước mơ của mình nó trở thành hiện thực. Rồi chúc mừng chị, chúc mừng
Tường Vân đúng không ạ? Và một cái câu hỏi nữa, nó liên quan cái tiêu đề của mình ngày hôm nay. Vậy cái việc mà những gì có trong đầu thì nó có trong tay thì nó đã đủ hay chưa? Rất là nhiều đúng không ạ? Chưa. Đúng rồi, tại sao là chưa? Cả nhà có thể comment thêm, bonus thêm à. Xin thấy có người trả lời đúng rồi ạ. Rồi tại sao là chưa? Nếu mà chỉ có trong đầu thôi mà không làm gì thì nó có ra hiện thực không? Cả nhà. Thiếu đúng không ạ? Thiếu thiếu four step. À, chính xác rồi. Chúng ta cần rất nhiều tia nước để cái thứ trong đầu nó ra hiện thực. Tức là chúng ta cần rất nhiều công cụ, rất nhiều cái bốn bước đó để chúng ta biến cái điều mình mong muốn trở thành hiện thực. Và đó chính là cái thông điệp mà Sinh cũng rất là bà chị Uyển muốn chia sẻ với cả nhà tối ngày hôm nay. Muốn biến những gì trong tâm trí trở thành hiện thực, chúng ta chỉ cần dùng bốn bước và đều đặn đúng đủ đều. Đó chính là cái cách mà chúng ta hiện thực hóa mọi điều mà chúng ta mong muốn. Rồi, biết ơn cả nhà rất là nhiều. Rồi, như vậy thì chúng ta đã có 10 cái giải thưởng rồi đúng không cả nhà? Cả nhà yên tâm, còn giải thưởng nữa. Uyển tới đâu là hào phóng tới đó, nên là cả nhà yên tâm nha. Bây giờ ban tổ chức ơi, hãy chia sẻ màn hình phần thưởng mà Uyển dành cho 10 bạn tối nay. Rồi. Đây là một khóa học diễn ra trong 3 ngày là 72 giờ đồng hồ trong 3 buổi, diễn ra trong 3 buổi. Và khóa học này sẽ giúp cho các bạn có cơ hội thực thi những gì nghĩ trong đầu sẽ có trong tay. Và đối với lại cái khóa học này, tối nay 10 bạn mà Uyển có phần thưởng đó, Uyển tặng hào phóng cho cả nhà 10 bạn này. Một chút xíu nữa Uyển sẽ mua 10 suất này của Đại Lộ Kim Cương để Uyển tặng cho 10 bạn trúng thưởng ngày tối ngày hôm nay. Được không cả nhà? Cả nhà có cảm thấy yes không ạ? Nếu như yes thì chúng ta hãy yes đi ạ. Bởi vì đây là chương trình ưu đãi và cũng là chương trình đặc biệt của thầy Sinh Nguyễn. Sẽ mở ruột mở gan có cái gì lòng phèo phổi gì đưa ra hết trong 3 cái giờ 72 giờ này cho các bạn để các bạn có đủ điều đặn trong phần thực hành tạo ra thu nhập thụ động mà khi nãy Sinh Nguyễn mới vừa chia sẻ. Và hồi nãy Uyển nói rằng bởi vì Uyển đang thực hành một trong những bài tập về bình đẳng về bình đẳng của thầy Rishi Cross để trở thành nhà lãnh đạo thành công tự động. Chính vì như vậy cho nên Uyển đã mạnh dạn thẳng thắn với lại Sinh Nguyễn rằng trong 72 giờ tối nay, tính từ thời điểm này, trong 72 giờ tiếp theo, khóa học trị giá 999k này ưu đãi ngay và luôn chỉ có 79k đó, 72 giờ thôi nha cả nhà. Cho nên ngay và luôn cả nhà cảm thấy Uyển hào phóng không ạ? Uyển năn nỉ mãi Sinh Nguyễn mới chấp nhận cho Uyển là 72 giờ với 79, hai con số thần tài mà Uyển thích. Cho nên là cả nhà hãy sao ạ, hãy kết nối với lại khóa học của Đại Lộ Kim Cương thông qua phần số hotline của bên công ty Đại Lộ Kim Cương. Vân Anh sẽ là người chia sẻ và kết nối với các bạn nha. Và ban tổ chức cho cái màn hình chuyển ưu đãi liền ngay tức thì ở trên ô chat cho các bạn rồi kìa. Các bạn hãy nhớ đến 24 giờ ngày 25 tháng 3 thì 72k không còn nữa. Nó chỉ là 999k. Đúng nha cả nhà. Và đây là khóa đầu tiên của thầy Sinh Nguyễn. Sẽ có một đội ekip giúp cho cả nhà dùng 72 giờ để học hiểu biết cách đầu tư chứng khoán theo nhân quả. Wow, điều gì sẽ xảy ra? Nó sẽ bí ẩn ở đằng sau 3 buổi này. Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà chỉ ghi là tôi đăng ký
phải có số phone thì Vân Anh mới kết nối được, còn không thì ngay và luôn Vân Anh gửi cái link Zalo quan tâm cho những bạn thật sự mong muốn nhận được sự hào phóng này. Và tất cả các bạn còn lại chỉ cần nhớ thôi, tôi muốn cái gì ở trong khóa học này thì chỉ cần bấm một cái nút share về cái màn hình này cho tất cả những người có cùng một mong muốn thu nhập thụ động, được không ạ? Để thành công và kết nối thôi, vậy đủ rồi. Và bây giờ phần còn lại của chương trình cả nhà đã cập nhật hết rồi đúng không ạ? Rồi ban tổ chức tắt slide ha, đố cả nhà biết nãy giờ Uyển đang làm gì ạ? Đang làm gì mà Văn An cười thế? Đúng rồi, đang gieo hạt, đang four step. Như vậy thì có bạn nào khát khao và mong muốn có thu nhập thụ động? Ngay và luôn, Văn An chỉ còn kết nối ngay Văn Anh. Trời ơi, khác cái chữ An với anh thôi. Thì chị bảo đảm với em sẽ có ngay và luôn cái thu nhập thụ động. Tin không? Đừng có do dự giống như Thùy Vinh sáng nay, mà hãy sao ạ? Nghĩ cái gì trong đầu thì phải có trong tay. Ok. Rồi, ok. Và rồi, chúng ta chỉ còn có 5 phút là kết thúc chương trình. Cho nên phần còn lại, Uyển Lê và Sinh Nguyễn rất là biết ơn tất cả các thành viên đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Và chúng ta đừng quên là chúng ta đã biết cách sơ sơ để biến những gì trong suy nghĩ của chúng ta ra ngoài hiện thực đúng không ạ? Và nó chỉ có một cái đặc biệt nữa thôi, thử đi rồi biết, đừng tin những gì Uyển Lê Sinh Nguyễn chia sẻ, đồng ý không ạ? Mình xé nháp hết đi ạ. Bởi vì tất cả những gì chia sẻ tối nay nó cũng có tiềm năng đúng không chị Thu Hà? Nó hoàn toàn trống không đúng không ạ? À, và rồi Thùy Vinh gửi 10 bạn mà phần thưởng của chị tối nay qua cho Đại Lộ Kim Cương giúp chị, xíu nữa chị sẽ chuyển khoản. Rồi ok, biết ơn chị có đủ hạt giống để mua đầu tiên của 10 cái khóa học này nha. 10 10 bạn mà tham gia này mà đạt được mục tiêu tài chính thụ động là trời ơi chuyển sướng rong người luôn á. Rồi trả lại cho MC Vân Anh. Dạ rồi, chúng ta thấy buổi chia sẻ tối ngày hôm nay như nào ạ? Tuyệt vời hay là rất tuyệt vời ạ? Nhà mình hãy comment vào ô chat ạ. Các anh chị cảm thấy tuyệt vời thì comment là tuyệt vời ạ. Còn rất rất tuyệt vời, chúng ta hãy comment là rất tuyệt vời nhá. Một buổi tối chúng ta đón nhận được rất là nhiều những kiến thức chia sẻ đến từ hai người thầy, đến từ TDS Uyển Lê và TDS Sinh Nguyễn ạ. Vậy thì các anh chị có mong muốn rằng hiện thực hóa cái gì trong đầu và trong tay không ạ? Chúng ta có khao khát tự do tài chính và mong muốn nhìn thấy bông hoa số 3 là TDS Sinh Nguyễn có mức tài chính đạt 3 tỷ bằng cách ứng dụng vốn nước. Vậy chúng ta có muốn rằng là chúng ta đạt được điều đó không ạ? Và đây cũng là một món quà rất là tuyệt vời công ty Đại Lộ Kim Cương có gửi đến với các anh chị và rất là mong là được đón chờ tất cả các anh chị trong khóa học đặc biệt này. Tất cả những cái gì bí kíp giống như là TD đến đây có nói đấy ạ. TD Sinh Nguyễn sẽ dành hết ruột gan, sẽ moi hết ra để chia sẻ các anh chị trong 72 giờ những bí kíp đã giúp cho anh thành công về tài chính bằng cách anh chị anh đã ứng dụng 4 bước ạ. Và rất là mong hẹn gặp lại các anh chị trong khóa học 72 giờ chúng ta tạo ra thu nhập thụ động bằng cách chúng ta ứng dụng trí tuệ nhân quả với hai người thầy rất là tuyệt vời đó là TDS Uyển Lê và TDS Sinh Nguyễn ạ. Vậy thì không biết là các anh chị trong phòng Zoom như anh chị nào sẽ sẵn sàng đồng hành cùng với hai người thầy này trong 72 giờ sắp tới trong chương trình sắp tới ạ. Như anh chị nào chúng ta sẵn sàng chúng ta comment SS giúp em ạ. Có chị Kim Thư rất nhiều SS ạ. Món quà rất là tuyệt vời đúng không cả nhà?
ban tổ chức cũng ép luôn ạ. Biết ơn ban tổ chức rất nhiều ạ, chào đón ban tổ chức trong chương trình của tuần tới 72 giờ để tạo ra thu nhập thực động. Và các anh xin gửi lời biết ơn tất cả các anh chị học viên đã hào phóng thời gian đồng hành cùng với lại chương trình buổi tối ngày hôm nay. Biết ơn ban tổ chức đã âm thầm phụng sự trong chương trình. Và học viên khóa học 72 giờ sẽ diễn ra vào ngày 26, 27, 28 tháng 3 vào 20 giờ cho đến 22 giờ. Chúng ta sẽ bắt đầu từ ngày 26 tháng 3 cho đến hết ngày 28 tháng 3. Và các anh chị sẽ có 3 buổi tối học liên tục cùng với bạn Happy Guest ạ. Và các anh chị lưu ý rằng chương trình khuyến mại này sẽ kết thúc sau 72 giờ. Đúng không ạ? Và nếu sau 72 giờ các anh chị đăng ký chuyển khoản thì nó sẽ là 999 ạ, một vé ạ. Và nhà ban tổ chức thì sẽ gửi lại giúp Vân Anh về cái đường link nhóm Zalo. Các anh chị quan tâm hoặc có thắc mắc thì các anh chị có thể nhắn tin ở trên nhóm Zalo ạ. Sẽ có các anh chị trong ban tổ chức sẽ hỗ trợ ạ. Và một lần nữa thì Vân Anh xin được gửi lời biết ơn tất cả các anh chị học viên. Đặc biệt biết ơn ban tổ chức, biết ơn VNI đã tạo điều kiện để ta có một buổi tối thứ sáu, một chương trình chung rất tuyệt vời, và cũng tạo điều kiện cho công ty đại lộ Kim Cương có cơ hội để gieo những hạt giống đẹp cùng hẹn tất cả các anh chị học viên. Và xin hẹn gặp lại các anh chị vào buổi sáng ngày mai, buổi sáng thứ bảy. Nếu như tất cả các anh chị còn câu hỏi liên quan đến việc này về hạt giống thì chúng ta hãy thức dậy 5 giờ sáng cùng với Zoom Q&A của BMI vào buổi sáng ngày mai ạ. Và để chúng ta kết thúc 4 bước thì rất mong các anh chị học viên chúng ta có thể bật cao lên để chúng ta cùng nhau chụp hình để chúng ta lưu lại khoảnh khắc chúng ta đi cà phê, đúng không ạ? Chúng ta quyết định là chúng ta có thể ứng dụng trí tuệ hạt giống để tạo ra thu nhập thụ động giống như thầy Sinh Nguyễn ạ. Và biết đó, chúng ta đủ hạt, chúng ta đi học khóa online cùng với thầy. Phan An cười rất tươi. Hoa phép đi chờ hạt nở. Rồi xin mời cả nhà mình uống nước ạ. Chúng ta thả tim đúng không ạ? Chuẩn bị nhạc 1, 2, 3. Ok ạ. Biết ơn tổ chức, biết ơn Ngọc Anh, biết ơn các tí và đặc biệt là xin gửi biết ơn tất cả các anh chị học viên và chúc tất cả các anh chị học viên ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào chương trình tương sáng ngày mai và hẹn gặp lại các anh chị trong chương trình tiếp theo ạ. Cô và các bạn nhiều.